Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 130. Thiên Thần hơi tò mò, tàn nhãn bằng cách nào? Diệp Quân đáp, sau khi huynh rời khỏi đây, tìm một nơi không người, đâm bản thân mình một nhát. Sau đó sai thuộc hạ của huynh lan truyền ra ngoài rằng do đại hoàng tử. Vẫn là câu nói đó, đừng bận tâm người khác có tin hay không, dù sao đại hoàng tử cũng phải chứng minh không phải do gã ta làm. Thiên Thần. Diệp Quân nói, đi đi. Thiên Thần suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, được. Dứt lời, gã xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước, gã lại đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, tò mò hỏi, Diệp huynh, mạo muội hỏi huynh một câu, huynh đã từng làm gì vậy? Diệp Quân đáp, mở thư viện. Thiên Thần gật đầu, người đọc sách không có ai tốt đẹp cải. Nói xong, gã xoay người chạy đi. Diệp Quân. Sau khi Thiên Thần rời đi, gã tới một nơi không có một bóng người. Gã nhìn bốn xung quanh, sau đó đấm mạnh vào bụng mình. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thiên Thần đột nhiên cao giọng hét lớn, cứu với! Con mẹ nó, sắp chết người rồi! Chẳng bao lâu, chuyện đại hoàng tử cấu kết với yêu tộc Thái Cổ để đẩy Thiên Thần vào chỗ chết đã nhanh chóng lan truyền ra khắp thiên đô. Bên trong một tòa phủ đệ, một người đàn ông mặc hoàng bào ngồi ở trước thềm đá. Người thiếu niên cao lớn, tuấn tú, giống Thiên Thần 6-7 phần. Trong tay gã ta đang cầm một quyển sách cổ, đang rất say mê đọc. Người này chính là đại hoàng tử của Vương Triều Thiên Mộ Thiên Hình. Lúc này, một ông lão chậm rãi đi tới. Người đó chính là Kê Tướng. Thấy Kê Tướng, Thiên Hình vội vàng gấp quyển sách cổ lại, đứng dậy khẽ hành lễ thầy. Kê Tướng liếc nhìn sách cổ trong tay Thiên Hình, đang đọc sách sao? Thiên Hình khế cười đáp, đúng vậy. Kê Tướng nói, tiểu song u ký à? Thiên Hình cười đáp, đúng vậy. Người nghèo vì sách mà giàu, người giàu vì sách mà quý, đọc nhiều sách cũng rất tốt. Kê Tướng khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng đừng trì hoãn việc tu luyện. Ở thời đại này, thực lực luôn quan trọng hơn đạo lý rất nhiều. Tất nhiên rồi. Thiên Hình đưa tay làm động tác mời, cười nói, mời thầy vào. Hai người bước vào trong tiểu điện. Sau khi Kê Tướng ngồi xuống, Thiên Hình đích thân rót trà cho ông ta, sau đó mới ngồi xuống, lần này thầy tới đây là vì lời đồn kia sao? Kê Tướng gật đầu, thần điện hạ vừa thượng tấu, nói con cấu kết với yêu tộc Thái Cổ muốn hại gã, gã còn bị tập kích, hình như bị thương khá nặng, con thấy thế nào? Thiên Hình cau mày, có phần hoài nghi, cửu đệ này của ta từ bao giờ đã học được chiêu vụ oan giá họa, lật ngược lại nước cờ này vậy? Chẳng lẽ nó mới nhận thêm trợ tá gì rồi sao? Kê Tướng đáp, bây giờ nếu như chúng ta đi tố cáo gã vi phạm tổ pháp, tự ý thả tội dân, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích, cho rằng chúng ta thực sự đang cố ý nhắm vào gã. Dứt lời, ông ta cau mày lại. Trong ấn tượng của ông ta, vị thần điện hạ đó cũng được xem là quang minh lỗi lạc, sao đột nhiên lại giở thủ đoạn mờ ám như vậy? Thiên Hình suy nghĩ một lát, rồi nói, bảo các ngự sử dừng lại trước đã. Kê Tướng gật đầu. Việc cấp bách bây giờ là tất cả mũi nhọn đều đang chỉ về phía chúng ta cần phải nghĩ cách đáp trả lại. Cấu kết với yêu tộc Thái Cổ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Dứt lời, ông ta nhất thời hơi nhức đầu. Rõ ràng là đối phương vụ oan giá họa, mà phía mình còn phải tìm cách chứng minh sự trong sạch, đây được xem là chuyện gì cơ chứ? Thiên Hình cười đáp, không cần đáp trả lại đâu. Kê Tướng nhìn Thiên Hình đáp, chuyện này càng đáp trả lại thì càng không rõ ràng. Gã đột nhiên tung ra một chiêu như vậy, có lẽ là vì hai tên tội dân kia. Ta ngược lại hơi tò mò, gã vậy mà lại vì hai tên tội dân kia mà không tiếc tự hủy hoại chính mình. Nói đến đây, gã ta ngừng lại, sau đó nói tiếp, tất nhiên, việc trong thiên hạ, thường xảy ra ở những điều nhỏ nhặt nhất rồi cuối cùng biến thành rắc rối lớn. Ban đầu cho rằng đó là chuyện nhỏ không đáng bận tâm, nhưng cuối cùng lại trở thành chuyện không thể giải quyết được. Việc này nếu chúng a không đáp trả lại, thì nó sẽ ngày càng trở lên vô lý, càng trở lên khoa trương. Đến lúc đó, cho dù chúng ta không hề cấu kết với yêu tộc Thái Cổ cũng sẽ trở thành một vết nhơ của chúng a, vô cùng bất lợi với chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể đáp trả lại theo như những gì gã tính trước, nếu không, sẽ giống như một vũng bùn, sẽ ngày càng lún sâu. Kê Tướng gật đầu, đúng là như vậy. Thiên Hình gật đầu, xem ra phải đi xem thử vị cửu đệ này của ta rồi. Kê Tướng nói, bây giờ đi sao? Thiên Hình gật đầu, không chỉ đi gặp, mà còn phải quang minh chính đại mà đi đến đó.
Kê tướng gật đầu, đúng vậy. Thiên hình nói, thầy hãy cử người đi điều tra lai lịch của hai tên tội dân đó đi. Kê tướng đáp, đã cho người đi điều tra rồi, rất nhanh sẽ có tin tức. Thiên hình gật đầu, sau đó đứng dậy, người đâu, lấy viên vạn tiên đan mà phụ hoàng ban tặng tới đây. Một lát sau, thiên hình dẫn theo một đám đông người đi đến phủ đệ của thiên thần, khí thế cực kỳ lớn. Thiên thần đích thân ra ngoài đón tiếp. Hai huynh đệ họ vừa gặp mặt, vẻ mặt thiên hình đã tràn đầy sự lo lắng, thần đệ, đệ không sao chứ? Thiên thần nghiêm túc đáp, đại ca, ta không ngờ huynh lại cấu kết với yêu tộc Thái Cổ, trò này của huynh hơi quá đáng rồi đấy. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Vị thần điện hạ này nói chuyện sao lại không kiêng nể gì hết vậy? Mặc dù biết huynh đệ hai người họ đang tranh đoạt hoàng vị, người sống ta chết, nhưng người cũng không thể nói trắng trợn ra như vậy chứ. Thiên hình thấp giọng thở dài, thần đệ, người ngoài không tin ta, tại sao ngay cả đệ cũng không tin ta? Đại ca là người như vậy sao? Thiên thần cười nói, ta cũng cho rằng đại ca không phải loại người như vậy. Nhưng tên cường giả yêu tộc Thái Cổ đến giết ta đó nói rằng là do huynh làm, tên đó nói chuyện còn rất giống với cách nói của đại ca, sao ta có thể không tin được? Thiên hình hỏi, vậy tên cường giả yêu tộc Thái Cổ kia đâu? Thiên thần đáp, chạy rồi. Thiên hình mỉm cười nói, vậy không có cách nào đối chứng được rồi. Thiên thần gật đầu, quả thực không thể đối chứng được. Đại ca chỉ có thể tìm một cách khác để chứng minh bản thân em vô tội. Nụ cười trên mặt thiên hình dần dần biến mất, gã ta thấp giọng nói, lão cửu, đệ hơi mặt dày rồi đấy, bôi nhọ người khác, còn muốn người ta chứng minh bản thân trong sạch. Đệ không cảm thấy việc này rất vô liêm sỉ hay sao? Đây không giống với phong cách của đệ. Thiên thần cũng thấp giọng, ta không chọc huynh, nhưng huynh lại chọc vào ta còn có thể làm gì khác? Thiên hình khẽ cười, để chăm sóc vết thương cho tốt. Dứt lời, gã ta lấy ra một chiếc hộp đưa cho thiên thần, đây mà vạn tiên đan mà phụ hoàng cho ta, hiệu quả rất tốt, sẽ có ích cho đệ. Thiên thần khiếp sợ, đây chính là linh đan cấp bậc tạo hóa. Đại ca, không được, không được. Tuy nói như vậy, nhưng gã đã nhận lấy cái hộp rồi. Mọi người, thiên hình vỗ vai thiên thần, nói tiếp, cửu đệ đúng là ngày càng không biết xấu hổ. Thiên thần cười nói, đại ca, huynh còn việc gì nữa không? Nếu không, tiểu đệ cần phải đi trị thương rồi. Thiên hình khẽ cười, đệ trị thương cho tốt đi, nếu cần gì cứ nói cho đại ca biết. Nói xong, gã ta xoay người dẫn người rời đi. Sau khi thiên hình rời đi, thiên thần trầm lặng một lát rồi quay người đi. Sau khi trở về phòng, A Ông xuất hiện bên cạnh gã, trầm giọng nói, điện hạ, vừa nhận được tin tức. Những ngự sử ban đầu muốn tố cáo người đột nhiên đều dừng lại rồi. Thiên thần gật đầu, biết rồi. A Ông khẽ hành lễ, sau đó lui xuống. Thiên thần nhẹ giọng nói, Diệp huynh không phải là người bình thường. Diệp Quân tới phòng của Phạn Thiện trước, lúc này cô ta đang tu luyện, xung quanh cô ta có một luồng linh khí cường đại đang dao động. Diệp Quân quan sát một lát, sau khi thấy tất cả đều bình thường, hắn bèn lui ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, thì có một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, chính là chủ nhân của Huyền Vân Cư này. Diệp Quân còn chưa biết tên của cô ta, bèn hỏi, không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào. Cô gái nhìn chằm chằm hắn, người đã can dự vào trận chiến giành ngôi thái tử của bọn họ. Diệp Quân gật đầu, chỉ là vô ý. Cô gái nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân cũng lười nói chuyện với cô ta, sau khi trở về phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt từ từ nhắm lại. Hắn phải dẫn Phạn Thiện rời khỏi đây. Ở lại đây, không những phải đối mặt với trận chiến tranh giành ngôi thái tử, mà còn phải đối mặt với cuộc đấu tranh giữa Vương Triều Thiên Mộ và yêu tộc Thái Cổ. Hơn nữa, những xung đột này rất có khả năng sẽ thăng cấp. Thực lực bây giờ của hắn không cho phép hắn đánh những trận cao cấp nữa. Hắn phải khiêm tốn một chút. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn lấy tiểu tháp và kiếm Thanh Huyền ra, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm Thanh Huyền, thanh kiếm khẽ run rẩy. Sau đó nhẹ giọng nói, tiểu chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân gọi, tiểu hồn. Tiểu hồn đáp, tiểu chủ, ta rất suy yếu, chỉ muốn ngủ. Nó là người bị thương nặng nhất. Diệp Quân nhìn tiểu tháp ra. Sau một hồi im lặng, tháp ra đột nhiên khế nói, mẹ nó, tháp ra ta chưa từng chịu ấm ức lớn như vậy bao giờ. Nghe tháp ra nói vậy, Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta sai rồi. Tiểu tháo khẽ thở dài, không phải lỗi của ngươi.
Diệp Quân nói, tháp ra, Trần Tỷ nói hai tay tỷ ấy đột nhiên siết chặt lại, tất cả các dây thần kinh đều căng chặt, không thể nào thở được. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, ta không biết tin của chân thần. Diệp Quân run giọng nói, sao lại vậy? T. Tiểu tháp trầm giọng nói, người đừng căng thẳng, sức mạnh của chân thần mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng. Ta rất nhiều, cô ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Diệp Quân siết chặt tay, im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Tiểu tháp tiếp tục nói, chủ nhân bút đại đạo và tổ đạo kia liên thủ lại cũng không thể ngăn được cô ta, sau lưng có cường giả lén ra tay mới có thể tóm được cô ta, thực lực của cô ta đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta rồi, không dễ dàng. Chết như vậy đâu, điều ngươi phải làm bây giờ là vui vẻ lên. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, sau đó nói, tháp ra, cô đã cứu ta sao? Tiểu tháp nói, lúc ngươi ngất đi, ta cũng không biết gì cả, a và tiểu hồn cũng bị ngất. Diệp Quân yên lặng, tiểu tháp lại nói, nhưng có khả năng là bà ấy. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hắn xuất hiện một hình bóng xinh đẹp. Mặc sườn xám, tóc trắng. Diệp Quân siết chặt tay, móng tay như sắp đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau. Sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu, tháp ra, tu vi của ta bị phong ấn rồi. Tiểu tháp nói, ta cảm nhận được, là do người phụ nữ đó phong ấn. Diệp Quân nói, có thể giúp ta giải phong ấn được không? Tiểu tháp thấp giọng nói, không được, người phụ nữ đó rất lợi hại. Không thể không nói, lần này tiểu tháp cũng bị chấn động bởi sức mạnh của người phụ nữ đó, thật sự nằm ngoài dự đoán. Tiểu tháp lại nói, phải chờ tiểu hồn khôi phục hoàn toàn, khi đó ngươi có thể mượn sức lực của tiểu hồn thử xem. Diệp Quân gật đầu, chỉ có thể làm vậy thôi. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói, tháp ra, vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ. Tiểu tháp nói, bây giờ, vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ đang ở thời không đặc biệt trong cơ thể ta không bị phong ấn, nó rất mạnh mẽ, không phải thứ mà ta và ngươi có thể giải được. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên một tia phức tạp. Hắn biết, người khiến mình có thể sống sót dưới tay của người phụ nữ kia chỉ có cha, cô và ông nội. Diệp Quân lắc đầu, tháp ra, ta vẫn dựa vào người nhà rồi, con mẹ nó. Tiểu tháp đột nhiên nổi giận nói, người điên rồi sao? Người dựa vào người nhà không phải là giả, nhưng người không suy nghĩ tới đối thủ của mình sao? Đối thủ của người có ai bình thường không? Mẹ nó, những đối thủ của người còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với những tên mà ban đầu cha ngươi gặp phải. Diệp Quân yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, đại ca à, chúng ta phải dựa vào sức mình. Nhưng đầu óc ngươi cũng phải linh hoạt một chút chứ. Phản chiêu đế, chủ nhân bút đại đạo và cả tổ đạo là người mà ngươi có thể đối đầu được sao? Chúng ta nhất định phải dựa vào sức mình nhưng không có nghĩa là phải đi đánh với đối thủ mạnh gấp 10 lần mình. Chúng ta làm vậy thì khác nào để một đứa nhóc 3 tuổi đánh nhau với một đám người lớn cầm súng Aki. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, chung quy lại vẫn là do ta quá yếu. Tiểu tháp yên lặng một lát, sau đó nói, đúng vậy. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, con mẹ nó, trận chiến này làm cho ông đây bực quát. Diệp Quân gật đầu, bực thật. Trong trận chiến này, có thể nói là hắn hoàn toàn bị đánh bại. Tiểu tháp nói, người cố gắng tu luyện, ta cũng phải tu luyện đây, con mẹ nó, ông đây phải trả thù, nếu không, cục tức này ông đây nuốt không trôi. Diệp Quân gật đầu, hắn tiến vào bên trong tiểu tháp. Vào tháp tu luyện, đối với hắn, tu luyện lại ở bên ngoài thật sự quá chậm. Hơn nữa, linh khí bên trong tiểu tháp vô cùng dồi dào, bên ngoài không thể nào sánh được. Sau khi vào tiểu tháp tu luyện, tốc độ tu luyện của Diệp Quân tăng lên nhanh chóng, dù tu vi đã bị phong ấn nhưng trí nhớ và kinh nghiệm của hắn vẫn còn, vì vậy, tu luyện lại một lần nữa đối với hắn chả có gì khó khăn cả, còn có thể giúp hắn mài giũa lại cảnh giới của mình. Những vấn đề trước đây chưa phát hiện ra, bây liếc mắt qua là biết ngay. Sau một thời gian ngắn tu luyện, hắn dẫn Phạm Thiện tiến vào bên trong tiểu tháp tu luyện cùng, sau khi vào tiểu tháp, Phạm Thiện cũng rất tò mò, cô ta không phát hiện ra chỗ này có gì khác so với bên ngoài, chỉ cảm thấy chơi rất vui. Một ngày trôi qua, đương nhiên, ở bên trong tiểu tháp đã trôi qua 10 năm. 10 năm, Diệp Quân đã tu luyện tới cảnh giới 9 phần thần tính, thật ra hắn có thể nhanh hơn nhưng vì mỗi một cảnh giới, hắn phải tu tới viên mãn, vì vậy phải cố gắng giảm tốc độ lại. Mà tu luyện lại cảnh giới một lần nữa cũng làm hắn thu hoạch được không ít, vì những vấn đề trước đây chưa phát hiện ra, bây giờ nhìn lại từ đầu,
không chỉ có thể nhìn qua là thấy, hắn còn có thể rút ngắn cảnh giới, với những thiếu sót trong cảnh giới, hắn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để tùy ý sửa đổi, thậm chí là thủ tiêu luôn. Diệp Quân tu luyện 10 năm, có thể chịu được cô đơn, nhưng Phản Thiện thì không thể, vì vậy, Diệp Quân đã đưa cô ta ra ngoài thành dạo một lát. Hắn định đi dạo xong sẽ tới từ biệt thiên thần, sau đó rời khỏi mảnh đất thị phi này. Trên đường phố, có lẽ là do tu luyện quá lâu, hôm nay Phản Thiện rất vui vẻ, dạo chỗ này một lát, sờ chỗ kia một cái, chỉ trong chốc lát, trong tay đã ôm một đống đồ chơi nhỏ. Diệp Quân nhìn Phản Thiện vui vẻ hồn nhiên, khế mỉm cười, hy vọng cả đời này cô nhóc này sẽ luôn vui vẻ, yêu đời. Chỉ trong chốc lát, Diệp Quân và Phản Thiện đã tới trước một ngôi miếu sầm uất, người tới người lui nhiều vô cùng, hơn nữa, thực lực đều không tệ. Diệp Quân đi tới ngôi miếu, khi thấy tên, hắn nhất thời sững sờ. Đại Thiện Tự. Diệp Quân hoài nghi, Đại Thiện Tự không phải ở Phật giới sao? Chẳng lẽ nơi này là phân viện? Nghĩ thì cũng có thể, Vương Triều Thiên Mộ nhiều người như vậy, Đại Thiện Tự cũng có thể mở phân viện ở đây để thu hút tín đồ. Phản Thiện kéo Diệp Quân vào trong Đại Thiện Tự, theo lý mà nói, đã là người tu hành thì không nên mạo hiểm ký thác hy vọng của mình lên hư vô, nhưng điều khiến Diệp Quân bất ngờ chính là người tới Đại Thiện Tự dâng hương tham bái lại rất nhiều. Diệp Quân nhìn vào bên trong Phật Điện, trong đó có một bức tượng Phật kỳ lạ, vì y phục của bức tượng mặc là áo đạo sĩ của đạo gia. Phản Thiện đột nhiên nói, Diệp Quân, bọn họ đều đang thắp hương, chúng ta cũng thắp một nén đi. Diệp Quân mỉm cười nói, cô muốn cầu gì? Phản Thiện suy nghĩ một lát, sau đó nói, ông nội bình an vô sự, Diệp Quân và Tiểu Thiện vui vẻ cả đời. Diệp Quân cười một tiếng, được. Phản Thiện cười hì hì, sau đó đi xếp hàng, chỉ trong chốc lát đã tới lượt cô ta, hòa thượng kia nhìn cô ta một cái, một viên linh tinh tạo hóa. Phản Thiện trừng mắt, cần tiền sao? Hòa thượng chắp hai tay, thí chủ, tiền này chúng ta không cần, là Phật tổ cần, tiền càng nhiều, lòng càng thành, Phật tổ cũng càng linh. Phản Thiện mơ hồ. Diệp Quân đi tới bên cạnh Phản Thiện, hắn cầm một viên linh tinh tạo hóa đưa cho hòa thượng, thấy linh tinh tạo hóa, ánh mắt hòa thượng lóe lên rồi vội vàng ém lại, tấm lòng của thí chủ quý như vàng, nhất định sẽ linh nghiệm, A-di-đà Phật. Diệp Quân không nghe hòa thượng nói nhăng nói cuội. Hắn cầm một nén hương đưa cho Phản Thiện, cười nói, đi đi. Phản Thiện cười, được. Nói rồi, cô ta nhận lấy hương, sau đó đi tới trước tượng Phật kia, sau khi cắm hương vào lò thắp cô ta cung kính hành lễ, xin Phật tổ phù hộ cho ông nội ta bình an, ta và Diệp Quân vui vẻ cả đời. Nói xong, cô ta chỉ cần cắm hương vào trong lư, nhưng lúc này cô ta lại nghĩ ra điều gì đó, lại nói, xin Phật tổ phù hộ cho Diệp Quân trở thành kiếm tu mạnh nhất, bất khả chiến bại trên đời. Nói xong, cô ta đang định cắm hương thì lúc này. Rắc rắc, một tiếng động lớn vang lên, tượng Phật nổ tung. Tất cả mọi người đều bối rối. Phản Thiện giật bắn mình, liên tục nhìn về phía sau, kinh hãi nhìn bức tượng Phật vỡ tan ra. Lúc này, Diệp Quân xuất hiện bên cạnh Phản Thiện vô thức kéo tay hắn, Diệp Quân, chuyện này. Diệp Quân nhìn tượng Phật vỡ tan tành, sau đó nói, chúng ta đi. Nói rồi. Hắn kéo Phản Thiện xoay người rời đi khỏi Phật Điện hỗn loạn. Sau khi ra khỏi Đại Thiện Tự, Phản Thiện thắc mắc, Diệp Quân, tượng Phật đó bị sao vậy? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Phản Thiện gật đầu, vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thật đáng sợ. Diệp Quân cười mỉm, sau đó nói, chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi. Phản Thiện nói, được. Diệp Quân quay đầu nhìn Phản Thiện, cười nói, cô không hỏi đi đâu sao? Phản Thiện tuét miệng cười, ngươi sẽ không bán ta đâu. Diệp Quân cười ha ha, đi, chúng ta tới từ biệt thiên thần huynh. Nói xong, hắn kéo Phản Thiện tới một nơi xa. Trong phủ, Thiên Hình đang ngồi trên thềm đá đọc sách. Ngay tại lúc này, kê tướng đột nhiên nhanh chóng đi tới, thấy kê tướng, Thiên Hình bỏ cổ tịch trong tay xuống, cung. Kính hành lễ, thầy. Kê tướng lấy ra một bức tranh, Thiên Hình nhìn bức tranh nói, tranh của Diệp Quân. Kê tướng cười nói, con có biết Diệp Quân đó là người phương nào không? Thiên Hình nói, thầy tra được lai lịch của hắn sao? Kê tướng lắc đầu, lai lịch cụ thể thì ta không tra được nhưng người của chúng ta phát hiện Diệp Quân này là người bị. Sáng Thế Đạo Điện truy nã. Thiên Hình sửng sốt, người bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã hả? Kê tướng gật đầu, đúng vậy, trước đây,
Sáng Thế Đạo Điện đã truy nã hắn trên toàn bộ vũ trụ. Nói xong, mắt ông ta nhíu lại, đây chính là cơ hội lớn của chúng ta. Thiên Hình hiểu ra, nói ngay, không thể để hắn rời khỏi nơi này. Kê tướng gật đầu, ta đã sắp xếp xong, trừ điều này ra, ta cũng đã thông báo cho Sáng Thế Đạo Điện rồi, không bao lâu. Sau, Sáng Thế Đạo Điện chắc chắn sẽ phái người tới. Thiên Hình trầm giọng nói, người này bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã, e là không phải người tầm thường. Kê tướng nói, hắn ở cùng với thần điện hạ, chính là kẻ thù của chúng ta. Thiên Hình gật đầu, đi, không thể để hắn rời khỏi thiên đô. Nói xong, gã dẫn kê tướng rời đi, mà ở bên trong hoàng cung. Trong tay kẻ áo đen đứng trước mặt Tần Nương Nương cũng có một bức tranh. Tần Nương Nương nhìn chằm chằm kẻ áo đen trước mắt, chắc chắn hắn là người bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã sao? Kẻ áo đen gật đầu, chắc chắn, hơn nữa còn là truy nã cấp cao. Ánh mắt Tần Nương Nương trở nên lạnh lùng, phái ngự vệ của ta tới đây. Sau khi Diệp Quân nghe ngóng trong kinh thành một hồi, biết được vị trí phủ đệ của thiên thần. Khi Diệp Quân dẫn Phản Thiện đến phủ đệ của thiên thần, trời đã tối, Diệp Quân vừa dẫn Phản Thiện đi đến trước cổng phủ đệ, cổng đã mở sẵn, tiếp đó, thiên thần cười đi ra, Diệp huynh. Diệp Quân cũng không bất ngờ, vì với thực lực bây giờ của hắn thì có thể cảm nhận được trong tối đang có người theo dõi mình, có điều, đối phương cũng không có ác ý, mà đang bảo vệ, rõ ràng đây là người do thiên thần phái tới. Nhìn thiếu niên trước mắt, Diệp Quân cũng thấy thân cận, cười nói, thần huynh. Thiên thần cười nói, vào phủ rồi nói. Diệp Quân gật đầu, được. Dưới sự dẫn dắt của thiên thần, Diệp Quân và Phản Thiện đi vào phủ đệ, qua một vườn hoa, đến một cung điện nhỏ, có người hầu lập tức đưa trà nước và bánh ngọt lên. Thiên thần nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp huynh, huynh tới tìm ta có chuyện gì à? Diệp Quân gật đầu, lần này tới tìm huynh, là để tạm biệt. Thiên thần hơi ngạc nhiên, tạm biệt. Diệp Quân nói, đúng vậy, ta chuẩn bị tới nơi khác. Thiên thần suy nghĩ, sau đó nói, cũng tốt, nơi này là khu vực thị phi, huynh ở lại đây, không phải chuyện tốt. Diệp Quân gật đầu, như nghĩ tới gì đó, hắn đột nhiên nói, chuyện của huynh và đại ca huynh sao rồi? Thiên thần cười nói, đại ca ta không làm gì ta nữa rồi. Diệp Quân khẽ cười nói, vậy thì tốt. Nói rồi, hắn lấy một lá bùa truyền âm ra đưa cho thiên thần, đây là bùa truyền âm, có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào, sau này nếu huynh có khó khăn, có thể thông qua lá bùa truyền âm này để liên hệ với ta, cho dù bao xa, tu vi của ta đã hồi phục hay chưa, ta đều sẽ tới giúp huynh một tay. Thiên thần không từ chối, gã nhận lá bùa, sau đó cười nói, được. Nói rồi, gã cũng lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Diệp Quân, đây là long bội của ta. Trong biên giới của Vương Triều Thiên Mộ này, huynh có thể cầm vật này đi tới bất kỳ thương hội thiên long nào để lấy tiên tinh tạo hóa, đương nhiên, mỗi năm chỉ có thể lấy vài chục ngàn viên thôi. Diệp Quân cười nói, được. Hắn cất miếng ngọc bội đi, sau đó nhìn Phản Thiện ăn bánh ngọt ở một bên, cô nhóc, chúng ta đi thôi. Phản Thiện vội vàng cầm mấy miếng bánh đi tới cạnh Diệp Quân nhìn thiên thần, tạm biệt. Thiên thần nói, sau này sẽ gặp lại. Diệp Quân gật đầu. Sau đó kéo Phản Thiện rời đi. Hai người vừa rời khỏi đại điện, chín cường giả mặc áo giáp đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Quân hơi ngơ ngác, sau đó quay đầu nhìn thiên thần, mặt thiên thần nghi hoặc, gã nhanh chóng đi tới, nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu, trầm giọng nói, Cổ Phiệt, ngươi làm gì vậy? Người đàn ông trung niên tên Cổ Phiệt kính cẩn hành lễ, điện hạ, Tân Nương Nương ra lệnh tới bắt người này. Mẹ ta ư? Mặt thiên thần đầy hoài nghi. Ngươi làm gì vậy? Sao mẹ ta lại bắt hắn chứ? Cổ Phiệt kính cẩn nói, điện hạ, chúng ta nhận được tin, người này chính là tội phạm truy nã của Sáng Thế Đạo Điện. Tội phạm truy nã của Sáng Thế Đạo Điện. Thiên thần quay đầu nhìn Diệp Quân, ngạc nhiên, Diệp huynh, huynh. Diệp Quân gật đầu, không che giấu, đúng là ta và Sáng Thế Đạo Điện không đội trời chung. Thiên thần hết sức kinh hãi. Gã không ngờ Diệp Quân lại là kẻ thù một mất một còn với Sáng Thế Đạo Điện, khiến gã không biết phải làm sao mới tốt. Sáng Thế Đạo Điện. Thế lực này chính là một thế lực đỉnh cấp của nền văn minh thiên mộ, thực lực mạnh mẽ, cho dù là Vương Triều Thiên Mộ cũng không dám coi thường. Cổ Phiệt kia đột nhiên nói, điện hạ. Em eo thanh vừa dứt, mấy thị vệ cạnh ông ta đã ra tay, lúc này, thiên thần đột nhiên hô, dừng tay. Thiên thần đi tới trước mặt Diệp Quân. Gã nhìn Cổ Phiệt chăm chằm,
Cổ Phiệt, ta đi gặp mẹ ta, ngươi đợi ở đây, trong lúc này mà ngươi dám ra tay, ta sẽ giết ngươi. Cổ Phiệt trầm giọng nói, điện hạ, chúng ta đã nhận được tin, bên đại hoàng tử cũng đã biết Diệp Quân chính là người mà Sáng Thế Đạo Điện truy nã rồi, một khi hai người họ rời khỏi đây, ắt sẽ rơi vào tay đại hoàng tử, hơn nữa bọn họ cũng sẽ lấy cớ này để gây chuyện, đối phó với điện hạ ngài. Thiên thần im lặng, Sáng Thế Đạo Điện, vì quan hệ thù địch với yêu tộc Thái Cổ, do đó vương triều. Thiên Mộ luôn giữ quan hệ tốt với mấy thế lực lớn đỉnh cấp, trong đó cũng bao gồm cả Sáng Thế Đạo Điện. Cổ Phiệt còn nghĩ tới gì đó, thiên thần đột nhiên nói, Cổ Phiệt, ta biết ngươi luôn tuân mệnh làm việc, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng ngươi đừng làm khó ta, bây giờ ta lập tức vào cung tìm mẹ ta, trước khi ta chưa quay lại, ngươi không được ra tay, nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cổ Phiệt hơi do dự, sau đó gật đầu, tuân mệnh. Thiên thần quay người nhìn Diệp Quân, trầm giọng nói, Diệp huynh, xin lỗi, không ngờ lại xảy chuyện này, huynh ở đây đợi một lát, ta đi về ngay. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, ta có thể rời đi. Thiên thần trầm giọng nói, Diệp huynh, bây giờ chuyện này không đơn giản như vậy nữa, tóm lại, huynh đừng manh. Động, ta đi về ngay, đợi tan. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của thiên thần, Diệp Quân cười nói, được. Thiên thần gật đầu, quay người biến mất tại chỗ. Sau khi thiên thần đi, Cổ Phiệt nhìn Diệp Quân, sau đó dẫn người bên cạnh lùi sang một bên. Phạn Thiện kéo Diệp Quân, hơi căng thẳng. Diệp Quân kéo tay cô ta, cười nói, đừng sợ. Phạn Thiện gật đầu. Diệp Quân nhìn đám người Cổ Phiệt cách đó không xa, trong lòng thầm suy nghĩ, vương triều Thiên Mộ này đã điều tra được mình bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã, nói cách khác, bây giờ rất có khả năng Sáng Thế Đạo Điện đã biết vị trí của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cau mày. Tiểu Tháp đột nhiên nói, mấy lão đại của nền văn minh Thiên Mộ không phải đang tìm ngươi à? Chính là cái vị thượng thương chủ ấy. Diệp Quân lắc đầu, sau khi ta tới đây, đã lục soát tư liệu rồi, không có nhân vật tên là thượng thương chủ này. Tiểu Tháp hơi nghi hoặc nói, sao mà được? Không phải ông ta chính là người của nền văn minh Thiên Mộ à? Chẳng lẽ đám người bọn họ không phải cùng băng đảng với vương triều Thiên Mộ hả? Diệp Quân khẽ lắc đầu, không biết. Hoàng cung. Thiên thần tới cung điện của Tân Nương Nương, Tân Nương Nương ngồi trên một bên của băng ghế, đoan trang hoa lệ, nhưng sắc mặt nghiêm túc. Thiên thần bước nhanh tới trước mặt Tân Nương Nương, trầm giọng nói, mẹ, vì sao mẹ lại làm vậy? Tân Nương Nương nhìn thiên thần chằm chằm, con có biết hắn là ai không? Hắn là người mà Sáng Thế Đạo Điện truy nã, còn là truy nã trên toàn vũ trụ với cấp bậc cao nhất nữa. Mặt thiên thần vô cảm, vậy thì thế nào? Tân Nương Nương cau mày, hơi tức giận nói, lúc trước con vì hắn và cô gái kia mà phá hỏng tổ pháp, đã khiến trong triều tranh luận không ngừng rồi, bây giờ hắn còn là người mà Sáng Thế Đạo Điện truy nã, nếu con không nhanh cắt đứt quan hệ với hắn, ắt sẽ bị hắn liên lụy, muôn đời không quay lại được. Thiên thần trầm giọng nói, mẹ, mẹ đã từng nghĩ rằng, con trai mẹ là hoàng tử của vương triều Thiên Mộ, tất cả tài nguyên con có, không phải thứ người thường sở hữu được, cộng thêm con trai sinh ra còn có long khí của trời, có thể nói, trong cả thế hệ người trẻ của vương triều Thiên Mộ này, có thể thắng được con trai, gần như chẳng có mấy. Nhưng, lúc con trai bị mấy cường giả yêu tộc Thái Cổ bao vây tấn công, suýt rơi xuống, thế mà Diệp huynh chỉ dùng một nhát kiếm, đã nhẹ nhàng giết chết mấy cường giả đỉnh cấp của yêu tộc Thái Cổ. Nói rồi, gã hít một hơi thật sâu, sau đó thành khẩn thấm thía nói, mẹ, Diệp huynh này không phải người thường đâu. Nếu chúng ta đối xử với hắn như vậy, nói không chừng sẽ có tai họa xảy ra đấy. Cái gì mà tai họa xảy ra? Tân Nương Nương giận tím mặt, chẳng lẽ hắn còn có thể là thiếu chủ của nền văn minh vũ trụ cấp 10 được à? Ta thấy con đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Thiên thần trầm giọng nói, mẹ, nhỡ hắn thật sự đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 10 thì sao? Khốn nạn ị! Chân mày lá liễu của Tân Nương Nương nhướng lên, dù là phụ nữ, nhưng khi phát giận, trên người vẫn có khí thế áp đảo, bà ta nhìn chằm chằm vào thiên thần. Con cứ không quyết đoán như vậy, mà còn muốn tranh đoạt ngai vàng nữa à? Thiên thần không chịu thua kém, mẹ, một nhát kiếm của Diệp huynh đã giết chết mấy người cảnh giới thần tổ rồi, tuổi trẻ như vậy mà đã có thực lực khủng bố đến thế, chắc chắn hắn không phải người thường, bây giờ nếu chúng ta đi làm hại hắn, đó mới là tự tìm đường chết thật đấy. Tân Nương Nương nói, nếu hắn không phải là người thường, vậy ta hỏi con,
vì sao hắn lại suy bại tới mức này. Thiên thần hơi do dự, sau đó nói, có thể là đang nuôi thả hắn chăng? Con! Tân nương nương tức giận nhìn thiên thần, hô hấp dồn dập, bực không chịu được. Thiên thần nghiêm túc nói, mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, sợ đại ca sẽ dùng chuyện của con và Diệp huynh để gây ồn ào, đối phó với con, cho nên, mẹ muốn giải quyết Diệp huynh trước, không cho đại ca cơ hội. Nhưng mẹ nghĩ lại cho kỹ đi, nhớ lai lịch của Diệp huynh thật sự không phải bình thường, vậy lúc đó chúng ta đều không còn gì. Tần nương nương hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, con nên biết, gần đây yêu tộc Thái Cổ đã dục dịch ngóc đầu dậy rồi, trong thời kỳ nhạy cảm này, bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm mất lòng sáng thế đạo điện đâu. Nói rồi, bà ta nhìn thiên thần, có thể không giết hắn, nhưng con phải lập tức cắt đứt quan hệ với hắn, vạch rõ ranh giới, cho thấy lập trường của bản thân, lúc này chúng ta không thể làm mất lòng sáng thế đạo điện được, nếu không, một khi sáng thế đạo điện bắt tay với đại ca của con, lúc đó con sẽ không còn bất kỳ cơ hội chiến thắng nào nữa. Thiên thần im lặng không nói. Tần nương nương nhìn thiên thần chằm chằm, con đừng làm ta thất vọng. Thiên thần lắc đầu, mẹ bây giờ con không thể đồng ý với mẹ được, hiện tại nếu để Diệp huynh đi, vậy chẳng khác nào ép hắn chết. Chuyện này, con không làm được. Gã biết trong người Diệp quân có phong ấn, với thực lực bây giờ của Diệp quân, hoàn toàn không ra khỏi thiên đô được. Tần nương nương nhìn thiên thần chằm chằm, không nói gì, bầu không khí trong hiện trường lập tức trở nên một ngạt. Thiên thần khẽ thở dài, mẹ, hắn từng cứu mạng con trai của mẹ, bây giờ hắn có khó khăn, chúng ta thấy chết không cứu, vậy thật sự là quá vong ân bội nghĩa. Thế này nhé, chúng ta nghĩ cách đưa hắn rời khỏi đây, đợi hắn an toàn rồi, chúng ta. Ngu xuẩn! Tần nương nương tức giận nhìn thiên thần, tiếc nuối con cái không biết cố gắng. Đã tới lúc này rồi, mà con còn muốn giúp hắn, ta nói cho con biết, bây giờ lựa chọn tốt nhất của con chính là nhân lúc hắn còn ở phủ đệ của con, thì bắt lấy hắn, đưa hắn cho sáng thế đạo điện, đổi một ân huệ từ sáng thế đạo điện, đây là điều tốt nhất cho con, cũng là lựa chọn duy nhất. Thiên thần nhìn chằm chằm vào tần nương nương. Mẹ, không thể làm vậy được. Láo xược. Thấy thiên thần lại dám cãi lại mình, tần nương nương lập tức giận vô cùng, chuyện này không phải do con quyết định, người đâu, lập tức đi truy nã Diệp quân kia, nếu hắn dám chống đối, thì giết ngay tại chỗ. Tuân mệnh. Ngoài cửa, một âm thanh già nua vang lên, lập tức biến mất. Thiên thần bỗng rút đao ra, sau đó đặt vào yết hầu của mình, vẻ mặt quyết tuyệt, mẹ, thiên thần con làm việc, người không phụ con không phụ người, nếu mẹ thật sự muốn động vào huynh đệ của con, bây giờ con sẽ khiến mẹ tuyệt hậu. Vừa nói, tay phải gã khẽ dùng lực, ra yết hầu hơi nứt một ít, máu tươi từ từ tràn ra. Tân nương nương. Thấy thiên thần như thế, tân nương nương cực kỳ tức giận, ngực phập phồng từng đợt, khá đổ sộ. Thiên thần bỗng để đao xuống, sau đó thấp giọng thở dài, mẹ, mấy năm nay con đều nghe theo mẹ, lần này mẹ nghe con được không? Tân nương nương muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại, đã đến lúc này có tức giận cũng vô ích, thế là bà ta hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng xuống, sau đó ngồi xuống lạnh lùng nói, nghe lời con. Để mặc con rơi vào đường cùng à? Thiên thần trầm giọng nói, mẹ nghĩ con là một đứa ngu ngốc sao? Tân nương nương nhìn gã, con có ý gì? Thiên thần nghiêm túc nói, mẹ, mặc dù con tiếp xúc với Diệp huynh chưa lâu, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy hắn đúng thật không phải là người bình thường. Mẹ nghĩ mà xem, con là hoàng tử của vương triều Thiên Mộ, với thân phận này của con, người bình thường một là tâng bốc, hai là kính sợ khi tiếp xúc với con, nhưng khi đi chung với con, hà không quan tâm đến thân phận của con, hơn nữa cũng không phải giả vờ, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hẳn đã quá rõ thế giới này, trong mắt hắn thân phận của con chẳng có gì đáng tự hào. Ca, tân nương nương sầm mặt, không nói gì. Thiên thần lại nói, hơn nữa, cũng giống như lần trước, lần này mọi người đều chú ý đến con, nếu con giết hẳn vì sợ sáng thế đạo điện thì con sẽ trở thành người thế nào trong mắt người đời? Con là một kẻ ham sống sợ chết, là một tên hèn hạ lấy oán báo ơn. Vì lợi ích mà thậm chí sẽ giết cả bạn của mình, lúc đó không chỉ người ngoài coi thường con, mà ngay cả người của chúng ta cũng sẽ xem thường con. Tân nương nương sầm mặt, im lặng không nói. Thiên thần nói tiếp, hơn nữa mẹ à, con thật sự không muốn bán đứng bạn bè, nếu hôm nay con làm chuyện này, sau này con sẽ không còn là con nữa. Mà một khi một người đã không có giới hạn một lần thì sau này sẽ có vô số lần.
Hôm nay con có thể phản bội bạn bè vì lợi ích, sau này con có thể bán đứng mẹ ruột của mình vì lợi ích. Tân nương nương nhìn thiên thần, lúc này cơn giận của bà ta đã giảm đi hơn nửa. Thiên thần nghiêm túc nói, mẹ, con biết nỗi lo của mẹ, nếu đại ca của con hợp sức với sáng thế đạo điện quả thật sẽ rất bất lợi cho con, nhưng nếu bây giờ con hy sinh Diệp huynh chỉ để bảo vệ bản thân thì sẽ khiến mọi người trong thiên hạ bất bình, người dân của nền văn minh thiên mộ sẽ không thể để một hoàng tử bán đứng bạn bè vì vinh quang trở thành hoàng đế. Im lặng hồi lâu, tân nương nương mới chậm rãi đứng dậy nói, dẫn ta đi gặp Hàn, ta muốn xem Hàn là thiếu niên thế nào mà con lại coi trọng như vậy. Nghe thế thiên thần thở phào. Hai mẹ con lập tức rời khỏi hoàng cung. Trong phủ thần hoàng tử, Diệp Quân và Phản Thiện đang ngồi trên bậc đá, Phản Thiện dựa vào hắn, cô ta nhìn đám cổ. Phiệt ở đằng xa, Diệp Quân, người có đánh thẳng được bọn họ không? Diệp Quân nhìn đám người cổ Phiệt, chắc cũng chỉ một nhát kiếm thôi. Phản Thiện tròn xoe mắt, chỉ một nhát kiếm ư. Diệp Quân gật đầu, ừ. Phản Thiện giơ ngón cái lên, Diệp Quân, lợi hại. Diệp Quân bật cười. Ngươi mạnh miệng thật. Ngay lúc này một thị vệ bên cạnh cổ Phiệt chậm rãi bước. Ra, y nhìn chăm chăm Diệp Quân, tỉ thí một chút nhé. Diệp Quân nhìn thị vệ, cổ Phiệt bỗng tức giận nói, lui xuống. Thị vệ tức giận nói, thủ lĩnh, hẳn xem thường chúng ta. Cổ Phiệt xoay người nhìn Diệp Quân, chắp tay lại, Diệp công tử, người dưới trướng không hiểu chuyện, còn mong thứ lỗi. Ông ta không biết lai lịch của người trước mặt này, nhưng đối phương lại có thể khiến sáng thế đạo điện truy lùng, chứng tỏ không phải là người thường. Hơn nữa, bây giờ còn chưa chắc là địch hay là bạn, đi đắc tội với người ta làm gì. Ngay lúc này, thiên thần và một người phụ nữ mặc đồ cổ trang bỗng xuất hiện. Đám người cổ Phiệt biến sắc, vội cung kính chào chào. Nương nương, điện hạ. Tân nương nương gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quân và Phản Thiện đang ngồi ở một bên, Diệp Quân kéo Phản Thiện đứng dậy. Đi đến trước mặt tần nương nương và thiên thần, chào bá mẫu. Phản Thiện cũng mỉm cười, chào bá mẫu. Tần nương nương nhìn Diệp Quân, cảm thấy khá ngạc nhiên, thiếu niên trước mặt không hề cao ngạo, tự tin ung dung, chỉ riêng khí chất này cũng đã hiếm thấy rồi. Quả thật không phải là người thường. Đánh giá một hồi, tần nương nương nói, có tiện nói một chút về mối thù của ngươi và sáng thế đạo điện là thế nào không? Diệp Quân nói, không đợi trời chung. Tân nương nương sửng sốt. Diệp Quân lại nói, ta biết có thể sẽ gây thêm phiền phức cho thần huynh, bọn ta sẽ rời đi ngay. Tân nương nương lắc đầu, hiện giờ ngươi tạm thời không thể đi được, bên ngoài đã có người của đại hoàng tử, nếu bây giờ ngươi ra ngoài, chúng sẽ lập tức bắt ngươi lại rồi đưa ngươi đến sáng thế đạo điện. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa, sau đó nói, có lẽ chúng không thể ngăn được ta. Tân nương nương nhìn chăm chăm Diệp Quân, nhưng sau khi giết người bên ngoài, ngươi sẽ làm chấn động đến các cường giả của toàn bộ Vương Triều Thiên Mộ, hơn nữa sẽ trở thành kẻ thù của Vương Triều Thiên Mộ. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, đúng thật sẽ hơi phiền phức. Hơi phiền phức, nghe thế, tân nương nương nhướng mày. Bà ta nhìn Diệp Quân, cảm thấy hơi ngạc nhiên, phải nói thiếu niên này quả thật khá đặc biệt. Nỗi lo của con trai mình không phải không có lý. Thiếu niên như vậy chắc chắn không phải là do thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng được. Tân nương nương ngẫm nghĩ rồi nói, thế này nhé, bọn ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi nền văn minh thiên mộ, nhưng a cũng nói thật cho ngươi biết, bọn ta không thể giúp ngươi chống lại sáng thế đạo điện, thế nên sau khi rời khỏi Vương Triều Thiên Mộ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, như thế sẽ liên lụy đến mọi người. Hiện giờ mặc dù tu vi của hắn chưa khôi phục, nhưng sau khi sống lại, thực lực của hắn cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so. Ít nhất những cường giả bên ngoài kia cũng chỉ là tôm tép. Tân nương nương nhìn thiên thần, sau đó nói, hết cách rồi, ai bảo con trai ta bướng bỉnh làm gì. Lúc đầu ta nghĩ nên bắt ngươi trước, sau đó đưa ngươi đến sáng thế đạo điện để liên minh với sáng thế đạo điện, nhưng nó lại tự kề dao vào. Cổ mình vì ngươi, nói nếu ta dám làm như vậy, nó sẽ khiến ta không có cháu, có tức chết ta không. Nghe tần nương nương nói thế, Diệp Quân nhìn thiên thần, hơi ngạc nhiên. Thiên thần bật cười, mẹ, mẹ đừng giận, con đùa mà, đùa thôi. Nói rồi gã nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, Diệp huynh, ta biết thực lực của huynh rất mạnh, nhưng như mẹ ta đã nói, nếu bây giờ giết những người ở bên ngoài đó, huynh sẽ lập tức thu hút những kẻ mạnh hơn nữa lúc đó tình hình sẽ rất căng thẳng nên hãy để bọn ta đưa huynh đi.
Diệp Quân ngẫm nghĩ, gật đầu, được. Bây giờ hắn cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn gì với Vương Triều Thiên Mộ. Tân nương nương lập tức nói, đi theo ta. Nói rồi bà ta dẫn Diệp Quân và Thiên Thần vào đại điện. Bà ta nhìn bầu trời, hơi cau mày nói, lúc này ở chân trời đã bị phong tỏa, nếu bây giờ ngươi có động tĩnh thì nhất định sẽ kinh động đến họ. Diệp Quân bỗng nói, ta có một cách, chỉ là cần mọi người giúp. Tần nương nương nhìn Diệp Quân xòe bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, ta và tiểu phản sẽ vào tiểu tháp, mọi người có cầm tháp này đưa ta ra ngoài, chúng sẽ không phát hiện ra. Bây giờ tháp gia đã được thăng cấp, người bình thường không nhìn ra được gì. Tần nương nương nhìn cái tháp trong tay Diệp Quân, chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, ừ. Tần nương nương gật đầu, được. Diệp Quân nhìn Phản Thiện, chúng ta vào tháp thôi. Nói rồi ha kéo Phản Thiện vào trong tiểu tháp. Thiên Thần nhận lấy tiểu tháp, sau đó nói, mẹ, thân phận của mẹ đặc biệt, tự ý rời khỏi thành Thiên Đô sẽ khiến mọi người chú ý, để con đi được rồi. Tần nương nương ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được, con cẩn thận một chút. Thiên Thần cười nói, vâng. Nói rồi gã cất tiểu tháp đi, sau đó đi ra ngoài. Mặc dù người ở bên ngoài đang theo dõi Diệp Quân và Phản Thiện, nhưng cũng không để ý đến Thiên Thần, chủ yếu là cũng không dám làm gì, dù sao cũng là hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử có quyền thế rất lớn, trừ khi có lệnh của hoàng đế, nếu không ai mà dám chạm vào hoàng tử. Thiên Thần không rời khỏi thành Thiên Đô ngay mà đi một vòng trong thành, sau đó mới ra khỏi thành Thiên Đô. Sau khi ra khỏi thành Thiên Đô, Thiên Thần đến trong một tinh không, gã định đưa Diệp Quân đến một vũ trụ khác. Thế nhưng vẫn chưa đi được bao lâu thì lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau gã, cửu đệ, đệ muốn đi đâu thế? Nghe thấy giọng nói này, Thiên Thần nhíu mày, gã xoay. Người lại thì thấy đại hoàng tử Thiên Hình chậm rãi đi đến từ cách đó không xa. Bên cạnh đại hoàng tử còn có kê tướng. Thấy người đến, sắc mặt Thiên Thần xa sầm. Không đúng. Ơ ó nội gián. Đại hoàng tử cười nói, cửu đệ, sao sắc mặt đệ có vẻ không tốt thế? Thiên Thần nhìn Thiên Hình, bình tĩnh nói, có việc à? Đại hoàng tử mỉm cười nói, không có gì, chỉ là hỏi chút. Thiên Thần lạnh nhạt nói, không có gì thì ta đi đây. Nói rồi gã xoay người định đi, lúc này một luồng khí tức bỗng vây chặt lấy gã. Thiên Thần xoay người lại nhìn Thiên Hình, đại ca, huynh muốn đánh nhau với ta à? Thiên Hình lắc đầu, ta đánh không lại đệ, dù sao đệ vừa ra đời đã có tổ long khí rồi, ai có thể so được với đệ chứ? Nếu là bình thường, vị trí thái tử của Vương Triều Thiên Mộ nên thuộc về Thiên Hình, dù sao y cũng là con cả, có được ngôi vị là chuyện bình thường. Nhưng không ai ngờ được nửa đường lại xuất hiện một thiên thần, từ lúc chào đời đã có tổ long khí, thiên phú xuất sắc, là người có tài năng mạnh nhất trong tất cả các hoàng tử, còn trẻ mà cảnh giới đã là cảnh giới thần tổ, đây là điều hiếm có trong toàn bộ lịch sử của Vương Triều Thiên Mộ. Hơn nữa người đã có tổ long khí từ lúc chào đời trước đó là Thiên Triều Đại Đế Tổ Tiên thành lập ra Vương Triều Thiên Mộ. Cũng chính vì thế, đến nay vị trí thái tử của Vương Triều Thiên Mộ vẫn chưa được xác định. Thiên Thần lạnh nhạt nói, không đánh thì ta đi đây. Nói rồi gã xoay người định đi. Nhưng lúc này một luồng khí tức cực mạnh bỗng cuồn cuộn lao đến từ tận sâu tinh không. Thiên Hình mỉm cười nói, cửu đệ, có lẽ đệ không đi được. Đâu? Cường giả sáng thế đạo diện đến rồi. Sáng thế đạo điện. Nghe thấy lời của Thiên Hình, sắc mặt Thiên Thần lập tức tối sầm xuống. Vốn dĩ còn định lén lút đưa Diệp Quân ra ngoài, bây giờ không được nữa rồi. Vào lúc gã đang suy nghĩ phải đối phó với tình huống tiếp theo như thế nào thì ở cách đó không xa, thời không bỗng nhiên rạn nứt, sau đó, một ông lão chậm rãi bước ra. Ông ta vừa bước ra, những tinh hà xung quanh bắt đầu sôi sục, khí tức rất mạnh mẽ. Thiên Hình nhìn lướt qua ông lão đang đi tới đó, khẽ mỉm cười, thì ra là Việt Điện Sử. Việt Điện Sử. Người mạnh nhất sáng thế đạo điện tất nhiên là sáng thế đế thần, dưới sáng thế đế thần là bốn đại thần hầu, dưới thầu hầu còn có điện sử. Nhưng những cường giả này chỉ là bề nổi, trong sáng thế đạo điện còn có bao nhiêu cường giả, thì điều này vẫn chưa xác định được. Thế lực nào cũng có át chủ bài của riêng mình, Vương Triều Thiên Mộ cũng vậy. Việt Điện Sử nhìn Thiên Hình. Gật đầu, đại hoàng tử. Thiên Hình nhìn Thiên Thần, cười đáp, đệ đệ của ta biết tung tích của vị Diệp công tử kia đấy. Việt Điện Sử lập tức xoay người nhìn Thiên Thần, cửu điện hạ, hãy giao người đó lại cho ta. Thiên Thần yên lặng.
Thiên Hình cười nói, cửu đệ, chúng ta vẫn luôn có quan hệ tốt với Sáng Thế Đạo Điện, đệ đừng làm chuyện tổn hại đến tình cảm của hai bên, nếu không phụ hoàng sẽ trách tội đệ đấy. Thiên thần đang định tiếp lời, thì tiểu tháp trong chiếc nhẫn không gian của gã khế rung lên, sau đó, Diệp Quân xuất hiện ở trước mắt. Thấy Diệp Quân, Thiên Hình lập tức tò mò đánh giá hắn, gã ta khá hiếu kỳ với Diệp Quân. Dù sao không nhiều người có thể trở thành bạn của vị đệ đệ này của gã ta. Hơn nữa, người này còn bị Sáng Thế Đạo Điện phát lệnh truy nã. Diệp huynh, Thiên Thần trầm giọng gọi. Diệp Quân nhìn sắc mặt khó coi của Thiên Thần, cười đáp, đây là chuyện riêng của ta sẽ tự mình xử lý. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Việt Điện Sử ở cách đó không xa, mỉm cười, ta còn tưởng là mấy vị thần hầu đến đây cơ đấy. Việt Điện Sử khẽ nheo mắt lại, ngươi cũng biết mấy vị thần hầu à? Diệp Quân nhìn qua Việt Điện Sử, xem ra, ông không biết chân vũ trụ đã xảy ra chuyện gì. Việt Điện Sử cười đáp, thú vị rồi đây, xem ra ngươi quả thực không phải là người bình thường. Ông ta quả thực không quen biết Diệp Quân, vì ông ta phụ trách khu vực vũ trụ của nền văn minh thiên mộ, việc của vũ trụ bên dưới, ông ta không tham dự vào. Mà sau khi những thần hầu kia trở về, tất nhiên cũng sẽ không đi nói nhiều. Dù sao, mấy người bọn họ có ở đó cũng chỉ như bia đỡ đạn mà thôi. Diệp Quân đột nhiên xoay người nhìn Thiên Thần, thân huynh trở về đi. Người thiếu niên trước mặt này đã giúp hẳn rất nhiều. Lúc này, Hà không muốn liên lụy đối phương. Nhưng Thiên Thần lại lắc đầu. Diệp Quân nghiêm túc nói, thần huynh, việc này không liên quan gì đến huynh. Nếu huynh dính dáng vào, thì sẽ gây bất lợi cho huynh và những thế lực ủng hộ huynh đấy. Thiên Thần trầm giọng đáp, Diệp huynh có thể đánh bại được ông ta không? Diệp Quân quay đầu liếc nhìn Việt Điện Sử, có thể thử Việt Điện Sử ở trước mắt này không phải là kẻ yếu. Những tên lâu la ở trước mặt, mặc dù không mạnh bằng mấy vị thần hầu đó, nhưng cũng là cảnh giới thần tổ. Những tên cường giả ở cấp bậc này, nếu như tu vi của hẳn vẫn còn, có thể giết chết họ một cách nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại giống như những gì hẳn nói, chỉ có thể thử. Nghe Diệp Quân nói vậy, Thiên Thần khẽ mỉm cười, vậy Diệp huynh đánh trước thử xem sao. Ta ở một bên quan sát. Diệp Quân nhìn Thiên Thần, đang định tiếp lời thì Thiên Thần giống như biết hắn định nói gì, bỗng nhiên lắc đầu, Diệp huynh là kiếm tu, không nên lải nhải dài dòng, cứ làm là xong. Diệp Quân cười đáp, quả đúng như vậy. Dứt lời, hắn xoay người nhìn Việt Điện Sử, lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Không phải là kiếm Thanh Huyên, mà là kiếm Long Uyên. Thấy Diệp Quân muốn sử dụng mình, kiếm Long Uyên lập tức run rẩy kịch liệt, vô cùng phấn khích. Nó biết mình không thể trở thành bội kiếm của Diệp Quân. Nhưng chỉ cần kiếm tu cấp bậc này sử dụng nó một lần, thì có thể gia tăng đáng kể giới hạn của nó. Đây chính là quý nhân của nó. Thấy kiếm Long Uyên, Thiên Hình và Thiên Thần đều hơi kinh ngạc. Phía xa, Diệp Quân nhìn thoáng qua kiếm Long Uyên đang phấn khích ở trong tay, cười nói, nào, hôm ngươi cùng ta đánh trận này nào. Dứt lời. Hẳn hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Một luồng âm thanh của kiếm bay thẳng lên trời. Ngay lập tức, một thanh kiếm đã chém đến trước mặt Việt Điện Sử. Thấy nhát kiếm chém tới này của Diệp Quân, sắc mặt Việt Điện Sử lập tức thay đổi. Ông ta không ngờ người thanh niên có cảnh giới thấp ở trước mặt này lại xuất ra một chiêu kiếm đáng sợ như vậy. Không chỉ Việt Điện Sử mà vào khoảnh khắc Diệp Quân rút kiếm ra đó, sắc mặt của Đại Hoàng tử Thiên Hình và Kê Tướng cũng thay đổi. Nhát kiếm này quá khủng khiếp. Giờ phút này Việt Điện Sử đã hoàn toàn không còn sự coi thường nào, tay phải ông ta nắm chặt lại, khí tức của cảnh giới thần tổ giống như thủy triều từ trong cơ thể của ông ta cuộn trào ra ngoài. Ông ta tung ra một cú đấm bằng tất cả sức mạnh của mình. Trong chốc lát, quyền mang vỡ tan, Việt Điện Sử bị đánh bay ra ngoài, mà trong lúc ông ta lùi về đằng sau, thời không xung quanh lần lượt vỡ vụn, vô cùng khủng khiếp. Thấy cảnh này, trong mắt Thiên Hình và Kê Tướng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, kiếm thế của chiêu kiếm này vậy mà lại đáng sợ như vậy, hơn nữa còn chưa có kiếm ý. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều hoảng sợ. Thiên Thần khẽ cười, không hề bất ngờ, bởi vì gã từng thấy lúc Diệp Quân mạnh hơn thế này. Phía xa, Diệp Quân không tiếp tục xuất kiếm, mà hai mắt từ từ nhắm lại, trong tay hắn, thanh kiếm Long Uyên run rẩy dữ dội, vô cùng phấn khích. Phải biết rằng, kiếm vì người mà mạnh. Mặc dù cấp bậc của nó không thấp, nhưng nếu muốn đột phá cực hạn của bản thân, thì cần phải có một chủ nhân cường đại giao phó ý cho nó,
để nó đột phá cực hạn của bản thân, đạt đến một tâm cao mới. Ban đầu nó phấn khích khi thấy Diệp Quân như vậy là bởi vì ở trên người Diệp Quân, nó cảm nhận được một luồng kiếm ý cường đại. Giờ phút này Diệp Quân sử dụng nó, cho nó thấy được một lĩnh vực kiếm đạo hoàn toàn mới. Phía xa, lúc Việt Điện Sử dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã hoàn toàn nứt ra, có thể nhìn thấy rõ ràng xương trắng ở bên trong. Không thể không nói, giờ phút này Việt Điện Sử hơi kinh hãi, ông ta hoàn toàn không ngờ thiếu niên kiếm tu trước mặt này lại mạnh tới như vậy. Ngay lúc này, Diệp Quân ở đằng xa đột nhiên về phía ông A, bị ánh mắt của Diệp Quân phong tỏa, Việt Điện Sử lại càng trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, một lát sau, Diệp Quân đột nhiên biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang như sấm chớp lóe lên từ trong sân. Con người của Việt Điện Sử co lại, trong nháy mắt bị kiếm của Diệp Quân trấn trụ, lông tóc toàn thân ông ta đều dựng đứng lên. Quá nguy hiểm! Việt Điện Sử không hề do dự, lập tức thiêu cháy cơ thể mình khiến sức mạnh tăng lên nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn. Trong khoảnh khắc ông ta đang tự thiêu cháy cơ thể đó, khí tức của ông ta cũng đột nhiên tăng lên, ngay sau đó, hai cánh tay ông ta đưa ra phía trước, trong chốc lát, một ngọn núi cao ngàn trượng bao phủ lấy ông ta, bảo vệ rất nghiêm ngặt. Còn lúc này, kiếm của Diệp Quân hung hăng chém xuống. Ầm! Sau một tiếng vang lớn, ngọn núi cao kia ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, một sức mạnh khủng khiếp đánh bay Việt Điện Sử ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Tinh hà xung quanh lúc này cũng đã xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Thấy cảnh này, vẻ mặt hai người thiên hình bên cạnh đều vô cùng kích động. Thiếu niên trước mắt cũng không phải cường giả cảnh giới thần tổ, nhưng uy lực của nhát kiếm này đã đạt tới cảnh giới thần tổ, hơn nữa còn không hề thua kém. Người này thật sự rất yêu nghiệt. Không chỉ có thiên hình và kê tướng, bây giờ thiên thần cũng rất bất ngờ, gã biết Diệp Quân đang tu luyện lại cảnh giới, nhưng lúc này Diệp Quân mới tu lại được bao lâu chứ? Biến thái vậy sao? Giờ phút này, gã đã bị sốc nặng. Phải biết rằng, gã là thiên tài yêu nghiệt bậc nhất của Vương Triều Thiên Mộ, nhưng so với Diệp Quân bây giờ, gã phát hiện mình thật sự giống như một đống cặn bã. Phía xa, sau khi Việt Điện Sử dừng lại, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hai nhát kiếm. Thiếu niên trước mắt chỉ dùng hai nhát kiếm đã khiến ông ta bị thương nặng. Hơn nữa, cảnh giới của thiếu niên này cực kỳ thấp. Khí tức cũng rất yếu nhưng kiếm đạo lại mạnh mẽ lạ thường. Sao lại có thể có chuyện kỳ quái như vậy chứ? Việt Điện Sử kinh hãi không thôi. Phía xa, thật ra Diệp Quân cũng rất bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng mình phải khổ chiến một phen, nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại chỉ có vậy. Nếu có kiếm Thanh Huyên, chỉ cần hai nhát kiếm vừa rồi của hắn là đã có thể lập tức chém chết đối phương. Là do đối phương quá yếu sao? Diệp Quân lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ này. Một suy nghĩ khác lấp vào trong đầu hẳn, hay là mình mạnh quá. Sau đó, Diệp Quân đột nhiên cười lớn, bùm. Trong chốc lát, khí tức kiếm ý quanh người hắn tăng lên trong nháy mắt. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu ra một chuyện, đó là tới giờ, sức mạnh của Ha không hề yếu đi, chẳng qua chỉ là đối thủ trước đây của hắn thật sự quá mạnh. Ví dụ như Tổ Đạo, Chủ Nhân Bút Đại Đạo, Phản Chiêu Đế. Hẳn chỉ sống trong mấy chục năm ngàn ngủi. Làm sao có thể đủ để đánh thắng những đại lão vũ trụ cấp cao này được chứ? Từ trước đến giờ, người mà hắn đánh không phải nhân vật cấp cao, mà chỉ lấy thân phận người đi đường một mình chiến đấu với các đội chuyên nghiệp. Vậy sao mà không bị đánh tả tơi chứ? Thấy khí tức kiếm đạo của Diệp Quân vẫn đang điên cuồng tăng lên, sắc mặt Việt Điện Sử nhất thời trở nên tái. Nhợt, tại sao hắn càng đánh lại càng mạnh vậy chứ? Trong lệnh truy nã vũ trụ không hề viết rằng người này mạnh như vậy mài. Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất. Sắc mặt Việt Điện Sử thay đổi trong nháy mắt, ông ta lập tức thiêu đốt linh hồn của mình, sau đó vừa đánh vừa lui. Điều ông ta cần làm bây giờ chính là kéo dài thời gian, ông ta đã liên lạc với Sáng Thế Đạo Điện, không bao lâu sau quân chỉ viện sẽ đến. Việt Điện Sử không đấu chính diện với Diệp Quân nữa, vì vậy, Diệp Quân nhất thời cũng không có cách nào bắt giữ ông A, nhưng tới giờ phút này, Việt Điện Sử cũng rất thê thảm. Ông A hoàn toàn không có sức đánh trả, hơn nữa trên người đã xuất hiện mấy nhát kiếm, trông chật vật vô cùng. Phía bên kia, kê tương bên cạnh thiên hình đột nhiên nói, điện hạ, chúng ta phải giúp Việt Điện Sử kia. Thiên hình khẽ nhíu mày, thiếu niên này không tầm thường, lai lịch không hề đơn giản. Kê tương nhìn chằm chằm Diệp Quân, chính vì vậy, chúng ta lại càng phải giúp Việt Điện Sử.
Thiên Hình trầm giọng nói, ý của Kê Tương là, hắn và cửu đệ kia của ta. Kê Tương gật đầu, hắn đứng về phe cửu đệ của con, nói cách khác, hắn là địch không phải bạn, bây giờ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, vì vậy, chúng ta phải tranh thủ đợi tới khi sáng thế đạo điện trợ giúp. Nói xong, ông ta nhìn về Diệp Quân ở phía xa, thiếu niên này quả thật không tầm thường, nhưng so với toàn bộ sáng, thế đạo điện vẫn chỉ là tép diêu, dù là thế lực sau lưng hắn chắc cũng kém xa sáng thế đạo điện. Thiên Hình đột nhiên nói, thế lực sau lưng hẳn chắc chắn không tầm thường. Kê Tương nhìn Thiên Hình nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa, thế lực tầm thường tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng được người yêu nghiệt như vậy, mấy tên tầm thường dù có sức mạnh bẩm sinh hay có tự tin đến mấy cũng không thể so được. Nhất là thái độ tự tin và kiêu ngạo đó, dù là ta và lão cửu sinh ra trong hoàng gia cũng kém xa hắn, nhất định sau lưng hẳn có một thế lực vô cùng mạnh mẽ chống đỡ. Nói rồi, đôi mắt gã chậm rãi nhằm lại, nếu không phải hắn đã chọn cửu đệ của ta, ta chắc CL sẽ chọn hỗ trợ hắn trốn thoát rồi tạo mối quan hệ tốt với hẳn, thậm chí là huynh đệ sinh tử, nhưng ha đã chọn cửu đệ của ta thì hắn chính là cận vệ của kẻ thù không đội trời chung. Sau lưng Thiên Hình. Thời không bỗng nứt ra, hai luồng khí tức kinh khủng như dòng nước lũ đổ ào tới. Cường giả cảnh giới thần tổ đỉnh cao. Cận vệ. Đây không phải vệ binh của Thiên Hình, mà là vệ binh hoàng gia của Vương Triều Thiên Mộ. Vì là đại hoàng tử nên đương nhiên gã luôn được Vương Triều che chở. Còn lý do gã triệu tập vệ binh hoàng gia cũng là có ý đồ cả. Gã muốn buộc chung mình với cả Vương Triều lại với nhau. Nếu Diệp Quân ra tay với hai vệ binh này thì chẳng khác nào đối đầu với Vương Triều Thiên Mộ. Hơn thế nữa, gã cũng hiểu Thiên Thần, chắc chắn Thiên Thần sẽ ngăn cả gã, nếu Thiên Thần ngăn cản vệ binh hoàng gia thì cũng như chặn đường sống của chính mình. Đúng như Thiên Hình dự đoán, ngày gã triệu tập cận vệ, Thiên Thần đã xa sầm mặt, sau đó không chút do dự mà chặn đường bọn họ. Thiên Hình mỉm cười nói, cửu đệ, đệ đang làm gì thế? Thiên Thần, huynh đoán xem. Thiên Hình, ra tay đi. Hai cận vệ hoàng giả lập tức biến mất, sau đó tấn công Diệp Quân. Khi họ vừa xông lên thì đã có một luồng uy áp long khí khủng khiếp ập đến, nó đã ép hai cận vệ đó phải lùi lại. Người ra tay chính là Thiên Thần. Thấy thế, Thiên Hình vẫn bình tĩnh nhìn gã. Thiên Thần cười nói với Thiên Hình, đại ca, có phải huynh thấy rất vui khi ta ra tay không? Thiên Hình gật đầu, hơi hơi, nhưng cũng được, đúng như A đoán. Thiên Thần, đại ca, con người huynh thật tồi tệ. Thiên Hình phì cười, sau đó ngoái lại nhìn Diệp Quân rồi nói, cửu đệ, đừng trách đại ca không nhắc nhở đệ. Người này đang bị sáng thế đạo điện truy nã, hơn nữa giữa họ còn có mối thù không đội trời chung. Đệ giúp hắn thì chẳng khác nào đối đầu với sáng thế đạo điện, đệ lựa chọn giúp hắn thế này đã hỏi ý kiến mẹ mình chưa? Câu cuối cùng của gã chính là một lời khiêu khích trăng trợn. Thiên Thần lắc đầu nói, đại ca. Các hành động và lời nói của huynh lúc này cũng chỉ để khiêu khích ta thôi. Khỏi đi, ta thừa nhận đầu óc mình không linh hoạt bằng huynh, nhưng ta không ngu. Ta biết hậu quả của những việc mình đang làm là gì, nhưng ta nói cho huynh biết là chẳng sao cả, không hề luôn đấy. Thiên Hình im lặng nhìn gã, Thiên Thần huynh. Đúng lúc này, Diệp Quân chợt lên tiếng, huynh đừng ra tay nữa. Trật tự, Thiên Thần ngoái lại rồi tức tối mang, sao có lúc huynh cứ như đàn bà thế hả? Sau khi chém bay Việt Điện Sử bằng một kiếm, Diệp Quân không ra tay nữa mà ngoái lại nhìn Thiên Thần. Thiên Thần, chúng ta đã coi nhau là huynh đệ thì khi một trong hai gặp khó khăn, người kia sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta biết huynh đang lo lắng điều gì nhưng không sao cả, huynh mà lo thì giải quyết người đó đi, không thì lát viện binh của người đó sẽ đến đấy. Diệp Quân, được. Dứt lời, hắn quay ngả lại rồi chém một kiếm về phía Việt Điện Sử. Viện Điện Sử co đôi con ngươi lại, sau đó chỉ thấy bàng hoàng, không hề dám đối đầu với đường kiếm của Diệp Quân, mà chỉ biết lùi bước. Song, tốc độ của ông ta không nhanh bằng Diệp Quân, thêm bị kiếm thế của Diệp Quân bao phủ nên chưa lùi được bao nhiêu thì kiếm của Diệp Quân đã bay tới. Hết đường lui, Viện Điện Sử lóe một tia dữ dẫn, sau đó nắm chặt hai tay lại, linh hồn của ông ta cũng bốc cháy, sau đó ông ta bắt chéo hai tay, ngồi xuống. Một con rùa khổng lồ đã xuất hiện phía trước người ông ta. Rùa đen chấn thủ. Đây là thuật thần thông phòng ngự mạnh nhất của ông ta, lý do mà trước đó ông ta không dùng vì sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, ông ta đã không còn màng gì nữa, vì biết mình không thể cản đường kiếm của Diệp Quân được. Kiếm của Diệp Quân bay tới,
con rùa đen run lên mãnh liệt, sau đó xuất hiện các vết nứt, tuy nhiên Diệp Quân cũng đã bị đánh bay về chỗ cũ. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn sang tay phải của mình thì thấy hơi tê dần. Hàn chậm chậm ngẩng lên nhìn con rùa thì thấy phần mai của nó rất cứng, phía trên có các phù văn kỳ lạ. Diệp Quân thấy hơi ngạc nhiên với lực phòng ngự của nó, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng đánh nhau, hắn ngoảnh sang nhìn thì thấy thiên thần đang chiến đấu với hai cận vệ hoàng gia. Tuy gã đã bị áp chế, nhưng hai cận vệ hoàng gia kia cũng không làm gì được gã. Diệp Quân không nhìn tiếp nữa mà ngoảnh sang phía thiên hình, sau đó hắn tiến lên một bước rồi chém một kiếm về phía con rùa. Vút! Con rùa đen run lên, các vết nứt xuất hiện nhiều hơn. Thấy vậy, Việt Điện Sử ở bên trong con rùa vô cùng kinh hãi. Con rùa này là cách bảo mệnh cuối cùng của ông ta, nó mà chết thì ông ta cũng xong đời. Đúng lúc này, Diệp Quân lại chém thêm một kiếm nữa. Quỳnh! Sau đó đã có một đường kiếm rất mạnh chém mạnh xuống con rùa, thấy chưa đủ nên hắn lại bồi thêm một đường kiếm nữa. Một tiếng động lớn vang lên, con rùa đã nổ tung, sức mạnh to lớn đã khiến Việt Điện Sử bắn ra ngoài. Khi Diệp Quân định giết ông ta thì có một luồng khí tức mạnh mẽ cuốn tới, hắn không ngoảnh lại mà chém một kiếm sang bên phải. Luồng khí tức kia đã vỡ tan. Diệp Quân nhìn thấy người ra tay chính là Kê Tướng đứng cạnh thiên hình. Kê Tướng im lặng nhìn hắn, ông ta đang cầm một cái xích dài, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Diệp Quân không nhiều lời mà lập tức biến thành một đường kiếm chém về phía ông ta. Kê Tướng híp mắt lại, sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể, ông ta không lùi bước mà tiến lên tấn công Diệp Quân. Ầm, hai vũ khí va chạm, hai chủ nhân đều bị đẩy lùi. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn kiếm Long Uyên đang rung lên trong tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn Kê Tướng thì thấy thực lực của ông ta mạnh hơn Việt Điện Sử rất nhiều. Kê Tướng nhìn chiếc xích dài trong tay mình thì thấy mặt xích đã xuất hiện vết nứt mờ mờ, điều này khiến ông ta phải cau mày, sau đó ngẩng lên nhìn Diệp Quân với vẻ nghiêm nghị. Tu vi kiếm đạo của kiếm tu trẻ tuổi này mạnh hơn hẳn so với ông ta đoán. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì, Diệp Quân lập tức biến mất. Chỉ thấy mộ đường kiếm mạnh mẽ bay về phía Kê Tướng, kiếm thế to lớn đã khiến thời không ở xung quanh như cuộn dâng, vô cùng chấn động. Thấy thế, Kê Tướng nghiêm mặt, sau đó nắm chặt cái xích bằng tay phải, tiếp đó bật người tấn công lại Diệp Quân. Kiếm thế của Diệp Quân rất nhanh và mạnh nên ông ta đành phải đối mặt trực tiếp. Hai người lại va chạm. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên khắp cả vũ trụ, sau đó các đường kiếm mạnh mẽ không ngừng tỏa ra làn sóng khắp xung quanh. Diệp Quân và Kê Tướng đều phải lùi lại thật xa, sau khi dừng lại, mặt Diệp Quân đã tái nhợt. Mấy kiếm vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Dẫu sao bây giờ, tu vi của hắn cũng chưa hồi phục. Vì thế không thể chiến đấu quá lâu được, nhất là chiến đấu vượt cấp kiểu này. Sau khi Kê Tướng dừng lại, cái xích của ông ta đã nứt hẳn, ông ta nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì lại thấy Diệp Quân đã biến mất. Kê Tướng híp mắt lại. Sau đó vung ngang cái xích. Nhưng vô dụng, Kê Tướng đã bị đường kiếm đó của Diệp Quân đánh bay. Lần này, ông ta vừa dừng lại thì cái xích trong tay đã vỡ nát. Không chờ Kê Tướng kịp hoàn hồn, Diệp Quân lại tấn công tiếp. Một kiếm nhanh và dứt khoát. Kê Tướng thoáng thấy dè chừng, sau đó xòe tay ra rồi áp nhẹ xuống. Một luồng khí tức mạnh mẽ chợt xuất hiện, cùng lúc đó có rất nhiều khí tức đại đạo xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Đại đạo biến đổi. Cảnh giới ở cảnh giới thần tổ mà làm được điều này thì mới là thật sự đạt đến cảnh giới. Khi Kê Tướng làm vậy, khí tức của ông ta đã có sự thay đổi lớn. Đường kiếm mà Diệp Quân chém tới đã bị áp chế. Kê Tướng hét lên rồi tung một quyền ra. Quỳnh! Chẳng mấy chốc, đường kiếm của Diệp Quân đã bị phá, còn hắn thì bị đẩy lui. Nhưng ngay sau đó, Diệp Quân lại biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã ở ngay trước mặt Kê Tướng. Đây sẽ là một kiếm quyết định sống chết. Khi nhìn thấy đường kiếm của Diệp Quân, con người của Kê Tướng thu lại nhìn mũi kiếm, vì sức mạnh từ kiếm này của Diệp Quân không hề giống ban nấy, ông ta không ngờ hẳn lại thi triển kiếm kỹ. Tên này giỏi dùng kiếm thật. Lúc Kê Tướng đang thấy ngỡ ngàng thì đường kiếm của Diệp Quân đã chém tới. Vút! Một tia sáng vỡ ná, Kê Tướng đã bị đánh bay, trong lúc đó, thể xác của ông ta đã nứt ra ứa máu. Kiếm này đã khiến ông ta bị thương nặng. Nhưng sắc mặt cũng của Diệp Quân cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn đã mất quá nhiều sức.
cảnh giới hiện giờ của hắn không đủ để hắn chiến đấu điên cuồng như vậy. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó nhìn kê tướng rồi định ra tay tiếp. Nhưng đúng lúc này, thiên thần ở phía xa chợt nói, Diệp huynh, đừng ham chiến, mau đi đi. Diệp Quân, đi với ta, chúng ta cùng ngao du thiên hải. Hắn biết hôm nay thiên thần giúp mình thì về sẽ khó sống. Thiên thần bật cười nói, ta là hoàng tử của vương triều Thiên Mộ, giờ đi theo huynh thì còn ra thể thống gì. Đừng lo cho ta là hoàng tử, hơn nữa thiên bẩm còn xuất sắc, cùng lắm thì bị phạt thôi. Vấn đề không lớn nên huynh mau đi đi, cường giả của sáng thế đạo điện sắp đến rồi. Diệp Quân thoáng do dự. Thiên thần nói tiếp, huynh đi càng nhanh thì tội của ta càng nhẹ, mau lên. Diệp Quân, Bảo Tổng, có chuyện gì nhớ liên lạc với ta, nói rồi, hắn đã biến thành một đường kiếm rồi bay đi mất. Viện điện sử và kê tướng không dám đuổi theo. Thiên hình nhìn đường kiếm đã biến mất ở phía xa mà câm nín. Gã phải thừa nhận là mình rất kinh ngạc. Thực lực mà Diệp Quân thi triển đúng là hơi bất thường, lẽ ra không thể xuất hiện ở cảnh giới hiện giờ của hắn. Lúc này, gã bắt đầu hơi lo rồi. Vì trực giác mách bảo gã rằng lai lịch của người thanh niên này không hề đơn giản. Gã không nên đối đầu với hắn, mà nên kết giao thì hơn, nhưng giờ lại không có cách nào cả, vì Diệp Quân đã là bạn của cửu đệ rồi. Nếu vậy thì hai bên ở phe đối lập hoàn toàn. Thiên hình lắc đầu để xua những suy nghĩ bất an đi. Sau đó ngoảnh sang cười nói với thiên thần, cửu đệ, thực lực của người bạn này của đệ đúng là rất mạnh, đến kê tướng còn bị thương rồi. Thiên thần, đại ca, giờ huynh được như ý rồi chứ? Thiên hình gật đầu, cũng tạm, đệ yên tâm, ta không đắc ý đến mức quên cả hình tượng đâu. Chỉ có người cười cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự. Bây giờ, ta chỉ cười một chút thôi, còn ai cười cuối cùng vẫn phải chờ xem đã. Thiên thần định lên tiếng thì bỗng có một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Vùi thời không nứt ra, một người phụ nữ đã đi tới. Đó chính là Bùi Thần Hầu. Trông thấy người đó, thiên hình thoáng ngạc nhiên, gã không ngờ lại có một vị thần hầu đến. Việt điện sử cũng bất ngờ, sau đó chạy tới hành lễ tham kiến thần hầu. Bùi Thần Hầu nhìn lên tinh không, Diệp Quân đi rồi à? Việt điện sử gật đầu, vâng. Ta đã dốc hết toàn lực mà vẫn không giữ hắn lại được. Bùi Thần Hầu im lặng nhìn lên cao. Việt điện sử vội nói, giờ đuổi theo chắc vẫn kịp. Bùi Thần Hầu nhìn ông ta, sau đó ngoái lại nói với thiên thần, cửu hoàng tử, người biết rõ Diệp Quân đó là kẻ thù. Không đội trời chúng với sáng thế đạo điện mà vẫn giúp hắn. Sao, ngươi làm vậy là coi thường chúng ta hả? Thấy Bùi Thần Hầu vặn hỏi như vậy. Thiên thần cười lạnh đáp, ta làm gì cần phải giải thích với cô chắc. Mọi người, Bùi Thần Hầu híp mắt lại, ngông cuồng. Thiên thần không thèm nhiều lời với cô ta nữa mà quay người bỏ đi. Nhưng Bùi Thần Hầu không ngăn cản mà nói, dạo này, người của yêu tộc Thái Cổ liên tục tiếp cận với chúng ta, xem ra cần phải nói chuyện với họ rồi. Nghe vậy, thiên hình vội nói, Bùi Thần Hầu, đừng vậy chứ, cửu đệ ta còn trẻ tuổi nên không hiểu chuyện. Hành vi của đệ ấy không đại diện cho vương triều Thiên Mộ, chắc chắn bên ta sẽ cho sáng thế đạo điện một lời giải thích rõ ràng. Bùi Thần Hầu, vậy thì chúng ta chờ. Thiên hình gật đầu rồi dẫn kê tướng rời đi. Bùi Thần Hầu lại ngoảnh nhìn lên cao rồi nhíu mày. Diệp Quân. Đúng là cô ta rất bất ngờ, không thể tin được là Diệp Quân lại xuất hiện ở đây. Sau khi rời khỏi vũ trụ quan huyên, cô ta không rõ về sau đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng cô ta biết vũ trụ ấy đã bị tiêu hủy, còn Phạn Thần Hầu thì vẫn sống. Rõ ràng là họ đã thắng. Nhưng cô ta rất cẩn thận, vì theo lý mà nói thì Diệp Quân nên chết rồi mới phải, tuy nhiên hắn vẫn sống nhăn. Chuyện này hơi kỳ lạ, như Việt Điện Sử nói, thật ra nếu ban nấy cô ta muốn đuổi theo thì sẽ đuổi được, nhưng cô ta không làm vậy, vì cô ta vẫn chưa quên thực lực mạnh mẽ mà Diệp Quân đã từng thi triển. Tuy hắn là kẻ địch. Nhưng lần này cô ta lại chọn tạm né. Sau đó, cô ta ngoái nhìn vương triều Thiên Mộ như có điều suy nghĩ. Ngu xuẩn! Trong phủ của thiên thần, Tần Nương Nương tức giận nhìn gã. Thiên thần vẫn im lặng đứng đó. Tần Nương Nương hít sâu một hơi, cố nén lửa giận rồi nói, con quang minh chính đại giúp hắn, hơn nữa còn ra tay với cận vệ hoàng gia, con có biết hành vi đó là gì không hả? Vì chuyện đó, mà quan lại trong triều có thể mắng chết con luôn đấy. Thiên thần cúi đầu, con biết, cùng lắm thì nhường ngôi vị cho đại ca thôi. Ngu dốt,
Tân nương nương tức giận mắng, từ xưa đến nay, kẻ thất bại sẽ có con đường thế nào? Thiên bẩm của con tốt như vậy, nếu đại ca con lên kế vị thì nó có tha cho con không? Sao con dốt thế hải? Thiên thần bình tĩnh nói, nhưng lúc đó bảo con ngoảnh mặt làm ngơ thì con chịu. Tân nương nương tức muốn hộc máu, nhưng vẫn cố nhịn rồi hít sâu một hơi, ngồi xuống. Sau một hồi lâu im lặng, bà ta lắc đầu nói, con trọng tình nghĩa thì mẹ có thể hiểu, cũng không coi đó là việc làm sai trái. Nhưng con có từng nghĩ mình không chỉ có một mình, mà còn vô vàn các thế gia và tông phái ủng hộ phía sau không? Mọi việc làm của con không chỉ mang họa đến cho con mà còn mang họa diệt môn cho những người đi theo con nữa đó. Thiên thần gật đầu, con biết, nhưng mẹ à, con muốn được sống là chính mình. Tân nương nương, thế còn còn muốn làm hoàng đế không? Thiên thần, hai chuyện này không liên quan, ai bảo làm hoàng đế thì không được trọng tình nghĩa. Tân nương nương thở dài một hơi, con ngốc, từ xưa đến nay có ai làm hoàng đế mà không xuống tay thâm độc chứ? Có ai không coi lợi ích lên hàng đầu đâu, con với hắn mới gặp nhau có mấy lần mà con đã coi trọng hắn như vậy, như thế không phải trọng tình nghĩa đâu, là ngu xuẩn đấy. Thiên thần cúi đầu nói, mẹ, con hiểu, nhưng con không thể làm chuyện bán đứng bạn bè được, con muốn làm hoàng đế, thậm chí vượt qua tổ tiên và làm một vị hoàng đế tốt nhất. Nhưng con không thể làm những chuyện vô lương tâm được. Tân nương nương nhìn ra ngoài rồi nói, thế con đã chuẩn bị trước tâm lý đón nhận những hậu quả mà mình gây ra chưa? Thiên thần đang định lên tiếng thì bỗng có một ông lão xuất hiện ở bên ngoài, ông ta hành lễ rồi nói, nương nương, điện hạ, bệ hạ triệu hai người vào cung. Triệu vào cung. Tân nương nương, nhanh thật đấy. Nói rồi, bà ta đi tới cạnh thiên thần rồi nắm lấy tay gã, dù có chuyện gì thì mẹ vẫn mãi bên cạnh coi. Thiên thần, vâng. Hai mẹ con cùng đi ra ngoài. Hoàng triều. Các nhân vật nòng cốt đều đang có mặt ở đây. Người ở ghế rồng là một người đàn ông trung niên mặc long bào, nhưng không đội mũ vua, người này có ánh mắt thâm trầm, cùng khí thế phi phàm. Đây chính là Hoàng đế Thiên Tông của Vương triều Thiên Mộ. Bùi Thần Hầu cũng đang ở đây, nhưng cô ta không đứng mà ngồi, phía sau cô ta chính là Việt Điện Sử với vẻ mặt vô cùng u ám. Thiên Hình đứng đầu ở hàng phía dưới bên trái. Gã đang nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, Tân Nương Nương và Thiên Thần đã đi vào đại điện, mọi người lập tức nhìn về phía họ. Thiên Thần hành lễ với Thiên Tông, tham kiến Phụ Hoàng. Thiên Tông lạnh lùng nhìn gã, con làm trái tổ pháp, tự ý dẫn tội dân rời khỏi biên hoang, biết rõ người đó đang bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã nhưng vẫn giúp hắn, thậm chí còn ra tay với cận vệ hoàng gia, rốt cuộc con đang nghĩ gì thế hả? Giọng nói của ông ta rất bình tĩnh. Nhưng lại có uy thế vô hình, khiến bầu không khí trong điện chợt căng thẳng. Thiên thần hành lễ nói, thưa Phụ Hoàng, Diệp huynh không phải tội dân, con dẫn huynh ấy đi không hề vi phạm tổ pháp. Tiếp nữa, huynh ấy là một thiên tài, tuổi tác ngang con nhưng có thể chém chết mấy cường giả cảnh giới thần tổ bằng một kiếm. Phụ Hoàng, một thiên tài như vậy, không phải người bình thường, chắc hẳn có lai lịch lớn, con giúp huynh ấy tháo chạy vừa vì tư cũng vừa vì công. Vì công ư? Kê tướng ngắt lời thiên thần, cửu điện hạ vì công gì thế? Thiên thần, nếu Diệp huynh bị vương triều chúng ta hại chết thì chúng ta sẽ gặp họa lớn. Ha ha! Kê tướng bật cười nói, cửu điện hạ có biết mình đang nói gì không? Bá quan trong triều đều lắc đầu, có người cười cợt, có người thoáng thất vọng, nhưng cũng có người đứng ra. Đó là một ông lão, ông ấy hành lễ rồi nói, bệ hạ, lời cửu điện hạ nói cũng có lý. Cậu thanh niên ấy còn trẻ như vậy nhưng thực lực đã quá mạnh, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu vương triều ta giết cậu ấy thì khéo sẽ gây tranh đấu giữa hai thế lực mất. Các đại quan ủng hộ thiên thần cũng vội hùa theo. Dù họ có tin thiên thần hay không thì vẫn lựa chọn đứng về phe gã. Lúc này, kê tướng chợt cười nói, cửu điện hạ bảo hắn có lai lịch bất phàm, vậy cho ta hỏi hắn từ đâu đến, thế lực đứng sau là ai? Thiên thần, ông thông minh lắm mà. Tự đoán đi. Kê tướng, cửu điện hạ đừng càn quấy, đây là hoàng triều đấy. Xong, thiên thần ngó lơ ông ta, chỉ nói với thiên tông, phụ hoàng. Hoàng đế thiên tông. Lúc này, Bùi Thần Hầu chợt lên tiếng, nhiều năm qua, Sáng Thế Đạo Điện và vương triều Thiên Mộ không thù không oán, nhưng lần này hoàng tử của quý quốc đã khiêu chiến chúng ta, xin ngài cho ta một lời giải thích. Nghe thấy thế, mọi người xung quanh chợt yên lặng. Những đại quan ủng hộ thiên thần đều xa sầm mặt, Sáng Thế Đạo Điện bắt đầu chèn ép họ rồi. Gần đây,
yêu tộc thái cổ quấy nhiễu triền miên, nếu sáng thế đạo điện đứng về phe đó thì sẽ là cú đả kích chí mạng với vương triều họ. Thiên Tông nói với Thiên Thần, con có thể liên lạc với cậu Diệp Quân đó đúng không? Thiên Thần lắc đầu, không ạ. Thiên Tông híp mắt lại, con chẳng cho hắn một truyền âm phù còn gì. Thiên Thần sầm mặt, không biết tại sao Phụ Hoàng lại biết. Thiên Tông nói tiếp, công chuộc tội. Thiên Thần, Phụ Hoàng, sáng thế đạo điện đang lấy mình ra làm bia đỡ. Nếu trước đó, người phụ nữ kia đuổi theo Diệp Quân thì chắc chắn đuổi kịp, nhưng cô ta không làm vậy, mà lại chĩa vào con. Rõ ràng cô ta muốn để chúng A đối đầu với Diệp Quân, mình đừng để chúng kế của cô ta. Hỗn xược! Thiên Tông quát lớn, một luồng long uy mạnh mẽ bắt Thiên Thần phải quỳ xuống. Thiên Tông, gọi hắn tới đây ngay. Thiên Thần tái mắt rồi nắm chặt hai tay thành quyền. Lúc này, Tân Nương Nương chợt kéo tay hắn rồi run rẩy nói, mau làm đi con. Thiên Thần lắc đầu, chát. Tân Nương Nương tát thẳng vào mặt Thiên Thần rồi tức tối quát, nhanh. Thiên Thần vẫn quả quyết lắc đầu. Tân Nương Nương giơ tay phải lên định đánh tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quật cường của Thiên Thần thì lại mềm lòng. Bà ta cúi xuống ôm gã rồi run giọng nói, chuyện này không đơn giản đâu, con mau làm theo lời Phụ Hoàng đi, coi như mẹ xin con. Thiên Thần trầm mặc một lát, sau đó lấy truyền âm phù mà Diệp Quân đưa cho ra. Tân Nương Nương thở phào một hơi, nhưng đúng lúc này, Thiên Thần lại bóp nát nó. Quỳnh, truyền âm phù đã vỡ nát. Tân Nương Nương biến sắc mặt rồi nói với Thiên Tông, bệ hạ, chuyện này. Thiên Tông tiến lên một bước, sau đó giơ tay phải lên túm lấy. Ầm, một long trảo hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Thần, nó tướm mạnh một cái, lập tức có một luồng sức mạnh khóa chặt Thiên Thần lại. Sau đó, có một luồng khí chui từ người gã ra ngoài. Thiên Thần trợn tròn mắt, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Rút long khí. Thấy thế, mọi người đều ngẩn ra. Từ khi mới sinh ra, Thiên Thần đã có long khí. Hơn nữa còn là tổ long khí này chỉ tổ của Văn Minh Vương Triều Thiên Mộ mới có nên rất hiếm. Nếu có thêm âm pháp đặc biệt của Vương Triều thì sẽ như hổ mọc thêm cảnh, vô cùng đáng sợ. Mọi người đều không ngờ Thiên Tông lại rút long khí của Thiên Thần. Vì tuy hành vi của Thiên Thần nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức phải làm như thế. Ngay sau đó, các đại thần thông minh đều đã ý thức ra điều gì đó rồi nhìn Thiên Tông, nhưng không ai dám nói gì. Thiên Hình cũng đang vô cùng bất ngờ, gã khó tin nhìn Phụ Hoàng mình, một cảm giác bi thương chợt dâng lên trong lòng gã. Bùi Thần Hầu lẳng lặng nhìn Thiên Tông, cứ tưởng mình lợi dụng được người ta, ai dè hình như tình thế đang đảo. Ngược, nhưng cũng tốt thôi. Đôi bên lợi dụng lẫn nhau thì cùng có lợi. Tổ long khí đã hòa làm một với Thiên Thần từ lâu, giờ bị rút ra khiến gã như bị lột da, sống không bằng chết. Thiên Thần nhăn nhó mặt mày, muốn kêu lên nhưng lại cố nhịn. Đúng lúc này, Tân Nương Nương chợt đứng dậy rồi tung một quyền về phía Thiên Tông. Ông ta phất ống tay áo một cái thì cả Tân Nương Nương và Thiên Thần đã bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hai mẹ con ngã mạnh xuống đất. Còn trong tay Thiên Tông đã có thêm một luồng long khí. Ông ta nhìn long khí ấy với vẻ ham tham. Trong hoàng triều vô cùng im lặng. Tân Nương Nương ở bên ngoài bò dậy ôm Thiên Thần rồi nói, con mau chạy đi. Nhưng bà ta mới nói được một nửa thì đã như phát hiện ra điều gì đó, sau đó người như bị sét đánh, đầu óc thì trống rỗng. Lúc này, Thiên Thần không chỉ bị rút mất long khí, mà kinh mạch cùng đan điền trong cơ thể cũng đã vỡ nát. Gã đã trở thành một người vô dụng. Tân Nương Nương ôm chặt lấy Thiên Thần, sau đó khóc lóc nói, mẹ nói rồi mà con không nghe. Thiên Tông ở trong điện nhìn ra ngoài rồi nói, Thiên Thần không coi trọng đại cục, cấu kết với người ngoài làm tổn hại lợi ích của Vương Triều, từ giờ sẽ bị phế vị. Nói xong, ông ta thoáng ngập ngừng, lập tức xử tội chết. Có nhiều chuyện không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải dứt khoát, không thì sau này sẽ có kẻ lật lại. Tình thân ư? Hoàng tộc không có tình thân. Khi tất cả mọi người đang thấy bàng hoàng thì có hai người mặc áo đen xuất hiện cạnh mẹ con Thiên Thần để chuẩn bị ra tay. Bù! Một tiếng kiếm chợt vang lên, ngay sau đó có một đường kiếm bay xuống cạnh Thiên Thần và Tân Nương Nương. Đó chính là Diệp Quân. Khi nhìn thấy tình trạng của Thiên Thần, hắn ngẩn ra, sau đó bước nhanh tới. Thiên Thần nhìn thấy Diệp Quân thì định nói gì đó, nhưng lại hộc ra một ngụm máu. Diệp Quân kéo tay gã rồi run giọng nói, thần huynh. Thiên Thần tiểu tuy nói, ta không làm vị vua số một được rồi.
Diệp Quân chợt trở nên hung dữ, sau đó đỡ Thiên Thần dậy rồi dìu gã đi vào đại điện. Thiên Thần, Diệp huynh. Diệp Quân nhìn hoàng cung rồi thờ ơ nói, thần huynh, hôm nay ta sẽ giúp hắn đăng cơ. Nói rồi, hắn hét lên, kiếm lên. Bù. Ngay sau đó đã có vô vàn tiếng kiếm vang lên, các đường kiếm lao vào trong hoàng triều. Hôm đó, bầu trời của vương triều Thiên Mộ như có cơn mưa kiếm. Cảnh tượng đáng kinh ngạc này đã khiến các cường giả của vương triều Thiên Mộ đang có mặt ở đây phải sững sờ. Ai nấy đều kinh hãi nhìn cơn mưa kiếm che khuất cả bầu trời. Bên trong đại điện, Bùi Thần Hầu thoáng vẻ sợ hãi, cảnh tượng trận chiến của Diệp Quân và ác đạo hôm đó lại hiện lên trong đầu cô ta. Diệp Quân của ngày hôm đó vô cùng đáng sợ, đến người có cấp bậc như cô ta đối mặt với hắn còn thấy mình vô cùng nhỏ bé. Tuy sợ là vậy, nhưng cô ta không bỏ đi. Vì cô ta phát hiện cảnh giới hiện giờ của Diệp Quân có gì đó là lạ. Diệp Quân đỡ Thiên Thần chậm chậm đi tới, vẻ mặt hắn bình thản nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Thật ra, hắn đã trốn chạy rồi. Nhưng sau khi đi, hắn thấy rất lo lắng. Vì trực giác mách bảo hắn rằng Thiên Thần sẽ không thể gánh vác chuyện lần này được, vì thế hắn quyết định quay lại xem sao. Đúng như hắn đoán, nhưng hắn không ngờ hoàng đế của vương triều Thiên Mộ lại xuống tay ác độc với Thiên Thần như vậy. Điều này hắn không hề ngờ tới. Nếu cha không ra gì thì đừng trách con. Đúng lúc này, xung quanh chợt xuất hiện các khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, gần 100 cường giả mặc chiếc giáp màu tím vàng đã có mặt. Cận vệ quân của Hoàng Thành. Đây là đội quân tinh duệ của Hoàng gia Vương Triều Thiên Mộ, họ chuyên phụ trách bảo vệ sự an toàn cho Hoàng Thành. Cộc! Diệp Quân lên tiếng, ngay sau đó đã có vô vàn đường kiếm bắn thẳng xuống như mưa. Phòng ngự! Thủ lĩnh dẫn đầu cận vệ quân hét lên, sau đó cả trăm người đều ra tay. Họ phóng khí thế mạnh mẽ của mình ra, sau đó tổ hợp thành một tấm lá chắn che chở cho cả Hoàng Cung. Khi các đường kiếm bay xuống, bầu trời của vương triều lập tức vang lên các tiếng nổ không ngưng nghỉ. Cả thành Thiên Đô rung chuyển như có động đất. Các cận vệ quân không cầm cự được lâu, tấm lá chắn phòng ngự của họ đã bị kiếm của Diệp Quân phá ta, cả trăm cận vệ quân của vương triều cũng bị cơn mưa kiếm của Diệp Quân đánh tan và rơi xuống như những hạt mưa. Nhưng đúng lúc này, chợt có một luồng khí tức cổ xưa từ không gian lan ra. Ngay sau đó, có một thanh trường thương màu vàng bay vút lên cao dưới sự chứng kiến của mọi người. Thanh trường thương phân ra thành vô vàn các đường thương để chặn cơn mưa kiếm của Diệp Quân lại. Sau đó, cách Diệp Quân và Thiên Thần một khoảng xa có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này mặc một chiếc áo bào vải, mái tóc dài bay loạn xạ phía sau lưng. Ông ta chắp tay phải ra sau lưng, trên người có khí thế áp bách. Thiên Thần yếu ớt nói, ông ta là Chu Cảnh, thống soái của cận vệ quân. Ở cảnh giới thần tổ rồi, thường xuyên chinh chiến nên các cường giả cảnh giới thần tổ bình thường không đọ lại được đâu. Sau đó, Diệp Quân cùng Thiên Thần đã biến mất. Chu Cảnh ở phía xa híp mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đã có một luồng thương thế mạnh mẽ ngất trời phóng ra từ người ông ta. Nhưng khi Diệp Quân chém một kiếm tới thì thương thế kia đã vỡ nát, sau đó có một thanh đoản kiếm đâm xuyên qua mi tâm của Chu Cảnh. Am! Ngay sau đó, tất cả các đường thương thế quanh người Chu Cảnh đã vỡ nát, ông ta chết đứng tại chỗ với vẻ khó tin. Cảnh giới thần tổ. Diệp Quân vỗ vào mặt Thiên Thần rồi coi thường nói, cũng chỉ thế mà thôi. Nói rồi, hắn tiếp tục đỡ Thiên Thần đi vào trong hoàng cung. Thanh đoản kiếm kia đã chủ động bay về tay hắn, Thiên Thần đờ người ra. Không chỉ Thiên Thần, mà tất cả cường giả của vương triều Thiên Mộ đều có vẻ ngỡ ngàng. Một kiếm mà xử lý được cường giả cảnh giới thần tổ đỉnh cao. Cơn chấn động qua đi, tất cả đại thần trong điện đều có vẻ nghiêm nghị. Thiên Hình và Kê Tướng cũng có vẻ căng thẳng chưa từng có. Vì họ phát hiện mình đã đánh giá quá thấp thực lực của người thanh niên này. Đương nhiên họ còn nghĩ tới một điều quan trọng hơn, đó là thế lực đứng sau Diệp Quân chắc chắn không tầm thường. Ban đầu, họ không quá quan tâm đến lời nói của Thiên Thần. Nhưng giờ trong sâu thẳm nội tâm họ đang dâng lên cảm giác bất an. Từ chuyện nhỏ có thể thấy được cục diện rồi. Thế lực có thể bồi dưỡng ra một thiên tài yêu nghiệt thế này chắc chắn không đơn giản. Thiên Hình và Kê Tướng cùng nhìn sang Bùi Thần Hầu, lúc này họ chợt hiểu ra người phụ nữ này đang cố tình đẩy cho vương triều họ đối đầu với người thanh niên này. Lòng dạ hiểm ác, Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm về phía Diệp Quân với vẻ rất bình tĩnh,
nhưng thật ra cô ta đã chuẩn bị tâm lý ứng chiến rồi. Vì cô ta biết rõ, tuy bây giờ thực lực mà Diệp Quân thi triển rất mạnh, nhưng thật ra đó chưa phải thực lực thật sự của hắn. Hắn còn mạnh tới đâu? Bùi Thần Hầu nhớ lại cảnh tượng khi trước mà đứng hình. Sau đó, cô ta đã lộ ra vẻ kiêng dè. Thiên Tông cũng nhìn Diệp Quân chằm chằm với vẻ bình tĩnh, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Diệp Quân đỡ Thiên Thần Băng tay trái, còn tay phải cầm kiếm Thanh Huyên, sau đó đi từng bước về phía đại điện. Hắn không hề phong ra kiếm ý và khí tức, nhưng tất cả mọi người trong điện đều cảm thấy có một luồng uy áp vô hình ập tới, những người có thực lực yếu một chút còn thấy run sợ. Thật ra chính Diệp Quân cũng không ngờ trước đó tuy mình bại trận, nhưng tâm cảnh và khí chất của hắn đã có một sự thay đổi rất lớn. Vì những người này mà so với Phạn Chiêu Đế, chủ nhân bút đại đạo và tổ đạo thì vẫn còn quá kém. Đừng nói là so với ba người bên trên, so với Cửu Châu chủ thôi đã không bằng Diệp Quân được rồi. Uỳnh! Đúng lúc này, chợt có một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, phía chân trời nứt ra, một cái đầu rồng khổng lồ đã thò ra từ trong khe nứt ấy. Đầu rồng che kín bầu trời. Ngay khi nó xuất hiện, các luồng long uy đáng sợ như dòng thác lũ đã cuốn tới, trời đất như rung chuyển. Tổ Long Thiên Mộ. Thiên thần chợt xứng người Ni A là vật cưỡi của Tổ Tiên Vương Triều Thiên Mộ ta, cũng là thần quốc hộ triều. Tuy không phải thực thể nhưng Diệp huynh này, chưa gì họ đã dùng đến con át chủ bài này thì ta nghĩ huynh nên đi đi. Thiên thần vẫn rất lý trí, vì Diệp Quân không thể một đấu với cả Vương Triều được. Ngay gã là hoàng tử của Vương Triều mà con không rõ Vương Triều mạnh tới đâu, hơn nữa tổ tiên dựng quốc của họ chắc chắn rất đáng sợ. Diệp Quân liếc nhìn Tổ Long hộ quốc rồi nói, hôm nay, không để huynh làm hoàng đế thì ta sẽ hủy diệt Vương Triều này. Thiên thần ngẩn ra. Ngay sau đó, con rồng ở phía chân trời đã thò một cái vuốt ra chộp mạnh về phía Diệp Quân và Thiên Thần. Cú chộp này mang theo một luồng long uy mạnh mẽ khóa chặt thời không của nhóm Diệp Quân lại, khiến họ không thể cử động. Nhưng chẳng mấy chốc, thanh đoản kiếm trong tay Diệp Quân đã biến thành một đường kiếm rồi lao lên trời. Vù tiếng kiếm vang trên tầng mây. Thanh đoản kiếm đâm xuyên cái móng rồng, sau đó thẳng tiến xuyên vào tim nó. Thấy thế, con rồng co đôi con ngươi lại. Sau đó há miệng phun ra một long khí màu xanh lam. Xong, nó vẫn không thể cản được kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân. Long khí vỡ nát, con rồng thấy vậy thì lập tức rút lui, để tạm né một kiếm này. Thấy vậy, các cường giả của Vương Triều Thiên Mộ đều sững sờ. Đây là tổ long của Vương Triều họ đó. Lực phòng ngự của nó phải mạnh nhất trong văn minh vũ trụ cấp 9, tuy chỉ là phân thân nhưng giờ cũng không chặn được kiếm của người thanh niên này. Thấy đến tổ long gặp kiếm của Diệp Quân cũng phải né, Thiên Tông ở trong điện đã cau mày, sau đó nhìn sang thanh đoản kiếm mà Diệp Quân đang cầm. Bùi Thần Hầu vẫn quan sát kỹ Diệp Quân với vẻ đề phòng và chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, Việt Điện Sử đứng cạnh cô ta chợt nói, Thần Hầu, thực lực của Diệp Quân này mạnh quá, e là phải chính người ra tay mới chấn áp được. Bùi Thần Hầu nhìn ông ta rồi nói, lần đầu tiên ta phát hiện ông lại rốt nát đến vậy. Việt Điện Sử. Khi tổ long né đi, Diệp Quân đã tiến lên như một tạp. Thần, khi Ha dẫn Thiên Thần đi tới gần đại điện thì lại có tiếng bước chân vang lên. Hắn ngoái lại nhìn thì thấy có một ông lão đi chậm chậm từ bên phải tới. Ông ta mặc một chiếc áo bào băng sợ hai, mái tóc bạc trắng, che đầy vết nhăn, trông rất già nua. Thiên Thần trầm giọng nói, Diệp huynh, đây là... Diệp Quân ai không quan trọng, quan trọng là dám cản đường ta thì phải chết. Nói rồi. Hắn buông Thiên Thần ra, sau đó biến mất tại chỗ. Vùi có tiếng kiếm ing tai vang lên, thập kiếm quyết sinh tử. Mọi người đều biến sắc mặt khi nhìn thấy đường kiếm này. Kiếm kỹ thi triển từ kiếm Thanh Huyên tạo ra uy lực rất lớn, nhưng đường kiếm này còn khiến ông lão vừa xuất hiện. Phải biến sắc mặt. Ông ta không ngờ mình vừa tới, chưa kịp giới thiệu gì đã bị người thanh niên này tung đòn hiểm. Người này luôn hung hãn vậy sao? Ông ta không kịp nghĩ nhiều, vì kiếm đã tới nên đành tiến lên một bước rồi tung một quyền ra. Quyền thế ngất trời. Ầm. Sức mạnh của hai người vừa va chạm thì đã tạo ra một làn sóng sức mạnh đáng sợ, ông lão phải lùi bước, sau đó nhanh chóng ngã mạnh vào bức tường của đại điện. Lúc này, cả đại điện xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt để che sức mạnh của hai người kia lại. Nhưng cả đại điện vẫn rung chuyển, làm mọi người inh tai nhức óc.
ông lão kia cúi xuống nhìn cánh tay phải của mình thì thấy đã bị gãy, máu tươi chảy ra không ngừng. Một kiếm chém nứt tay, ông ta tái mặt. Sắc mặt Diệp Quân cũng hơi nhợt nhạt, hắn tiến gần tới đỡ Thiên Thần, sau đó ngẩng lên nhìn Thiên Tông trong đại điện, sau đó giơ trường kiếm chĩa vào ông ta rồi thức tối quát, ra đây rồi quỳ xuống xin huynh đệ ta mau. Mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quân với thanh kiếm trong tay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thần thái toát lên vẻ kiêu hãnh, khiến ai nấy đều phải ớn lạnh trước khí thế đó, đồng thời tò mò không biết hắn có lai lịch thế nào. Tân nương nương ở phía sau thấy thế thì cũng thoáng vẻ phức tạp. Các đại thần trong điện đều im lặng, chuyện này xảy ra quá đột ngột, giờ họ mới ý thức được là những lời Thiên Thần nói lúc trước hoàn toàn là thật. Người thanh niên này quả nhiên có lai lịch phi thường, hành vi vừa rồi của vương triều họ thật sự quá sơ suất rồi. Nhưng không một ai dám nói gì, vì người làm chuyện này chính là Thiên Tông Đế. Đương nhiên họ cũng rất kinh ngạc với hành vi của ông ta, dù có thèm khát tổ long khí đến mấy thì cũng không nên cướp đoạt một cách trắng trợn vậy chứ. Lẽ nào ông ta muốn dùng nó để đột phá? Ai cũng nghĩ như vậy, vì họ đều biết Thiên Tông Đế đã mắc kẹt ở một cảnh giới rất lâu rồi. Bùi Thần Hầu bình tĩnh quan sát tình hình và không có hề có ý xen vào. Giờ, cô ta không liên quan tới chuyện này. Cứ xem kịch hay thôi. Sau đó, Thiên Tông Đế ngồi trên ghế rồng đứng dậy. Nhưng lúc này chợt có một giọng nói vang lên, bệ hạ không cần ra tay đâu ạ. Ngay sau đó đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện phía sau Diệp Quân và Thiên Thần. Người này xõa mái tóc dài chấm vai, gương mặt tuấn tú, hai tay chắp sau lưng. Sau đó cất bước thong thả đi và Vũ Trụ Quốc, có người chợt hô lên, Vương Triều Thiên Mộ có bốn cường giả lớn đỉnh cao, họ gồm Thiên Tông Đế, Vũ Trụ Quốc, Bắc Hoang Vương của Bắc Hoang và Thú Tổ Long, đương nhiên là thực thể. Thiên Thần trầm giọng nói, Diệp Huynh, ông ta trên cảnh giới thần tổ rồi. Trong văn minh vũ trụ cấp 9 trên cảnh giới thần tổ chính là cảnh giới hóa đạo trong truyền thuyết. Cảnh giới này là biến đổi đại đạo. Thứ được thay đổi không phải đại đạo bình thường, mà là ý chí đại đạo của văn minh vũ trụ cấp 9. Đơn giản mà nói thì cường giả ở cấp bậc này có thể tạm thời kết nối với ý chí đại đạo của văn minh mình, sau đó mượn sức mạnh của đại đạo đó để sử dụng. Trên cảnh giới hóa đạo này chính là cảnh giới thông đạo. Trong truyền thuyết, cảnh giới này thì còn khủng khiếp hơn nữa, vì có thể kết nối với tổ đạo của văn minh vũ trụ cấp 10. Cường giả ở cấp bậc này thì rất hiếm gặp ở văn minh vũ trụ cấp 9, vì có thể kết nối với tổ đạo là quá đỉnh rồi. Phải biết rằng mọi quy tắc vận hành của nhân quả, không gian, vận mệnh và đại đạo đều do tổ đạo nằm giữ. Nói một cách dễ hiểu thì đây gần như là người phát ngôn ở nhân gian cho tổ đạo, nếu đối đầu với người này thì chính là đối đầu với tổ đạo. Tổ đạo như quản gia của mọi vũ trụ, thì thử hỏi ai dám đấu với quan chứ? Vớ vẩn chết như chơi. Diệp Quân nhìn Vũ Trụ Quốc đang đi tới với ánh mắt bình thản, sau khi đấu với Phạn Chiêu Đế thì giờ các cường giả bình thường không thể gây áp lực cho hắn được nữa. Nhưng Thiên Thần ở cạnh hẳn thì lại lo lắng gọi, Diệp Huynh. Sau đó, gã áy náy nói, xin lỗi, long khí của ta đã bị cướp mất, kinh mạch cũng nứt cả nên không giúp gì cho Huynh được. Gã không còn bảo Diệp Quân đi nữa, vì đến lúc này rồi thì không đánh không xong được. Điều khiến gã đau đớn nhất hiện giờ là không thể cùng chiến đấu với Diệp Quân. Diệp Quân đỡ Thiên Thần ngồi xuống rồi nói, nếu đi với A thì cần quái gì cái thứ tổ long khí vớ vẩn, chó cũng không thèm ấy. Thiên Thần. Diệp Quân ngoái lại nhìn Tân Nương Nương, bá mẫu, trông chừng huynh ấy cẩn thận. Nói xong, hẳn xòe tay ra, tiểu tháp đã bay vào trong tay Tân Nương Nương, khi nào thật cần thiết thì hãy dùng nó. Là tháp gia của ta nên có thể bảo vệ an toàn cho hai người. Tân Nương Nương nhận lấy tiểu tháp rồi dặn dò Diệp Quân, cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, vâng, nói rồi, hẳn quay người đi về phía Vũ Trụ Quốc kia. Vũ Trụ Quốc, dù ngươi là ai, có hậu thuẫn thế nào thì hôm nay cũng đã đắc tội với vương triều ta. Ông già lắm mồm thết. Diệp Quân chợt trở nên hung dữ, hôm nay mà huynh đệ của ta không đăng cơ thì vương triều này sẽ bị hủy diệt. Nói rồi, hẳn tung người lên rồi biến thành một đường kiếm, sau đó biến mất. Một kiếm quyết định sống chết, tuy hiện giờ, tu vi của Diệp Quân chưa khôi phục, nhưng được kiếm Thanh Huyền hỗ trợ nên có uy lực rất mạnh. Đương nhiên không thể so với lúc hẳn ở đỉnh cao được. Phải biết rằng khi ở đỉnh cao thì hẳn là kiếm ý trật tự.
kiếm ý trật tự hiện giờ của hẳn được chân tỷ và chúng sinh của vũ trụ quan huyên hỗ trợ. Nếu hắn thi triển thì cường giả ở cảnh giới thần tổ cũng chẳng là gì. Đến cường giả ở cảnh giới hóa đạo thì hẳn cũng xử lý được, còn nếu hẳn đúc lại được kiếm thanh huyên, thì còn mạnh hơn nữa. Đương nhiên là hiện giờ, hẳn không có khả năng ấy. Thấy đường kiếm của Diệp Quân bay tới, vũ trụ quốc híp mắt lại với vẻ nghiêm nghị. Không dám lơ là. Ông ta chợt tiến lên một bước, ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ nơi đây. Võ vực, trong võ vực này có một luồng uy áp võ đạo khủng khiến đường kiếm của Diệp Quân bay với tốc độ chậm mắt. Trông thấy, vũ trụ quốc chợt biến mất, sau đó tung một quyền tấn công Diệp Quân. Võ ý, võ vực, ông ta đã ra ngay đòn sát thủ, quyền ý cổ mà mạnh. Cú đấm đó mạnh mẽ như núi lửa phun trào, sức công phá của nó khiến mọi người ở đó đều hít thở khó khăn. Xong, Diệp Quân không hề lùi bước trước đòn tấn công ấy. Hắn vận chuyển huyền khí trong người, cố vùng ra khỏi trấn áp của võ vực để đâm một kiếm về phía vũ trụ quốc. Quỳnh! Sức mạnh của hai người vừa va chạm thì có một luồng sóng đáng sợ lan ra, võ vực đã vỡ nát. Cả hai cùng lùi lại. Nhờ có đại trận bảo vệ nên hoàng cung không bị sụp đổ, nhưng cũng bị rung chuyển như động đất, khiến ai cũng lo sợ. Khi thấy sức mạnh của hai người bùng phát, Tân Nương Nương nhanh chóng đặt tiểu tháp cạnh người. Sau đó nó đã hỏa ra một tia sáng màu vàng che phủ hai mẹ con họ, chặn hết sức mạnh kia ở bên ngoài. Tân Nương Nương nhìn đến mức chấn động. Diệp Quân ở phía xa sau khi dừng lại thì cũng hơi tái mặt, vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn không phải lực chiến đấu, mà là huyền khí. Cảnh giới hiện tại của hắn quá thấp, vì thế huyền khí trong cơ thể không thể giúp hắn chiến đấu quá lâu. Còn vũ trụ quốc sau khi dừng lại thì nhìn xuống tay phải của mình. Hiện giờ tay của ông ta đã đứt nhìn thấy cả xương. Thấy thế, vũ trụ quốc nhíu mày, sau đó ngẩng lên nhìn Diệp Quân rồi tới thanh đoản kiếm của hắn. Sau lần giao đấu này, ông ta phát hiện tuy lực chiến đấu của Diệp Quân rất mạnh nhưng không phải điều chủ chốt, cái chính lại nằm ở thanh đoản kiếm kia, nó đã giúp hắn tăng lực. Chiến đấu lên. Nghĩ vậy, vũ trụ quốc chợt xòe hai tay ra, lập tức có một tia sáng nhấp nháy. Sau đó có một đôi bao tay màu vàng sậm đã xuất hiện trên đôi tay ông ta. Nó tỏa ra ánh sáng chói lòa rất nhức mắt. Bao tay tổ long, thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên hô lên. Bao tay tổ long này được làm từ tinh thạch đặc biệt cùng vảy của tổ long nên vô cùng chắc chắn, nó là một trong các thần khí tạo hóa hiếm hoi của Vương Triều Thiên Mộ. Hơn nữa, ngoài đặc điểm cứng cáp ra, nó còn có một tác dụng nữa là ẩn chứa thần lực tổ long mạnh mẽ. Người sử dụng có thể sử dụng sức mạnh tổ long, còn khi được cường giả cấp bậc như vũ trụ quốc dùng thì còn mạnh hơn nữa. Vũ trụ quốc chợt biến mất. Ầm. Diệp Quân bỗng thấy như có vô vàn ngọn núi lớn ập về phía mình, khiến hắn khó mà hít thở. Vũ trụ quốc là người mà các cường giả thần tổ bình thường không thể so bì, nếu không nhờ có kiếm thanh huyên thì với tình trạng hiện giờ, hắn không thể là đối thủ của ông ta được. Diệp Quân không nghĩ ngợi nhiều mà hít sâu một hơi. Sau đó điều động nốt chút huyền khí ít ỏi trong người. Ngay sau đó, hắn dậm mạnh chân phải một cái. Quỳnh, một tiếng kiếm vang lên. Diệp Quân đã biến thành một đường kiếm rồi tấn công vũ trụ quốc. Quỳnh, sau một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy một đường kiếm bay đi như vũ bão, sau đó hai người đều lùi lại, thời không xung quanh cũng nứt ra. Cùng lúc đó, đại trận bảo vệ đại điện cũng đã bị vỡ nát. Các đại thần trong điện đều biến sạc mặt. May mà lại có một đại trận khác xuất hiện ngay và tiếp tục bảo vệ đại điện. Cùng lúc đó, có nhiều cường giả của Vương Triều Thiên Mộ âm thầm xuất hiện hơn, trong đó không thiếu cường giả cảnh giới thần tổ. Sau khi Diệp Quân dừng lại thì khóe miệng đã ứa máu. Cảnh giới hiện giờ của hắn hơi thấp, thực lực không thể chống lại vũ trụ quốc này được. Nhưng vũ trụ quốc cũng chẳng khá hơn là bao, người ông ta chẳng chịt vết chém, nhất là phần ngực là bị chém sâu nhất vào tận lục phủ ngũ tạng. Bùi thần hầu trong đại điện vẫn tập trung quan sát Diệp Quân. Hẳn chưa hồi phục lại như bình thường mà thực lực đã khủng khiếp vậy rồi, nếu thực lực hoàn toàn khôi phục thì sao? Cô ta không dám nghĩ nữa. Thiên Tông Đế nhìn chăm chăm vào Diệp Quân với sát khí không hề che đậy, công nhận là ông ta đang rất ngạc nhiên, không ngờ kiếm tu trẻ tuổi này dám một mình đại chiến hoàng cung, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Thiên Tông Đế nằm chặt tay phai lại. Sau đó cứ nhìn Diệp Quân mà không biết đang nghĩ gì. Vũ trụ quốc đã phát hiện ra Diệp Quân không ổn, ông ta không cho hắn thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục tấn công.
Xong, khi ông ta vừa ra tay thì không biết Thiên Tông Đế đã biến mất từ lúc nào. Khi ông ta xuất hiện thì đã xông tới cạnh Diệp Quân rồi. 2-1. Mọi người đều ngẩn ra. Ai nấy đều ngẩn ngơ vì không ngờ Thiên Tông Đế lại bất ngờ ra tay như vậy. 2-1. Vậy là họ quyết định sẽ giết kiếm tu này, chứ không chừa cho hắn một cơ hội nào. Phải nói là một vị quân vương mà làm như vậy thì đúng là khiến người khác khinh bỉ, thêm hành vi với thiên thần lúc trước nữa thì hầu hết các đại thần đều có ác cảm với Thiên Tông Đế rồi. Ngay khi trông thấy Thiên Tông Đế xuất hiện, vành mắt thiên thần như sắp nứt ra, sau đó gã vô thức định xông lên nhưng đã bị mẹ mình cản lại. Ngay sau đó chỉ thấy ánh mắt của Diệp Quân như biến thành màu đỏ máu. Tu vi hồi phục. Phong ấn phá giải. Diệp Quân chém mạnh một kiếm xuống. Quỳnh. Ngay sau đó, Thiên Tông Đế và Vũ Trụ Quốc đã bị đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, đại điện đã vỡ nát, không chỉ thế mà cả Hoàng Cung cũng biến thành tro bụi. Uy lực của một kiếm này quá mạnh. Tất cả mọi người đều nghệt ra như tượng, sau đó khó tin nhìn Diệp Quân đang cầm kiếm Thanh Huyên. Bùi Thần Hầu thấy thế thì lo sốt vó, sau đó vô thức định bỏ chạy nhưng ngay sau đó đã khựng lại. Vì cô ta nhìn thấy mi tâm của Diệp Quân xuất hiện một chữ đạo mờ mờ. Phong ấn ác đạo xuất hiện. Quỳnh. Một luồng sức mạnh ác đạo khủng khiếp trấn áp khí tức và thần hồn của Diệp Quân, một đơn đau từ sâu thẳm tâm hồn đã khiến hắn phải nhăn nhó mặt mày, thêm tia sáng máu nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn khiến hẳn trông đáng sợ lạ thường. Diệp Quân cầm kiếm chậm chậm tiến lại gần Thiên Tông Đế và Vũ Trụ Quốc. Lúc này, trong người hắn liên tục tỏa ra các tia máu, đây không phải sức mạnh huyết mạch của hẳn, mà là sức mạnh của Phản Chiêu Đế, nó đang không ngừng trấn áp hẳn. Diệp Quân trở nên dữ tợn, sau đó điên cuồng phóng ra kiếm ý trật tự của mình để chống lại lồng sức mạnh ác đạo. Đáng sợ ấy. Rất khó khăn. Nhưng hẳn buộc phải chống chọi. Diệp Quân ngẩng lên nhìn Thiên Tông Đế và Vũ Trụ Quốc. Hai người kia trông thấy đôi con ngươi màu máu của hắn thì biến sắc mặt, kiếm ban nãy của Diệp Quân đã đánh họ bay ra xa tít tắp. Thiên Tông Đế đứng đầu nên đã bị chém vào tay phải, đến đôi tay đã đeo găng của Vũ Trụ Quốc cũng chịu kiếp nạn chung. Uy lực của kiếm đó khiến họ rất bàng hoàng. Tình trạng của hắn có vẻ không ổn. Thiên Tông Đế nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hình như ha đang bị thứ gì đó trấn áp. Vũ Trụ Quốc cau mày, trên người Diệp Quân còn một luồng sức mạnh to lớn khác, nó nhắm vào hẳn và áp chế kiếm ý cùng sức mạnh của hẳn. Thiên Tông Đế nói ngay, ra tay. Nói xong, ông ta lập tức biến hành một tia sáng rồi biến mất, sau đó tấn công Diệp Quân. Vũ Trụ Quốc thoáng do dự rồi cũng lao đi theo. Tuy hai đánh một rất hèn, nhưng giờ họ không nghĩ ngợi nhiều gì nữa. Cứ giết Diệp Quân đất. Lúc này, Diệp Quân đang vô cùng bất ổn, vì kiếm ý, thần hồn và sức mạnh huyết mạch của hắn đang bị sức mạnh ác đạo trấn áp. Hắn càng phản kháng thì sức mạnh ấy càng lớn, khiến hắn đau như chết đi sống lại. Hiện giờ, Vũ Trụ Quốc và Thiên Tông Đế đã tới gần. Diệp Quân ngẩng lên rồi cất bước, cùng đó chém mạnh một kiếm xuống. Vút! Một đường kiếm màu máu khổng lồ bắn ra, loáng cái Thiên Tông Đế cùng Vũ Trụ Quốc đã lại bị đánh bay. Trong lúc bay đi, đôi bao tay của Vũ Trụ Quốc đã nổ tung. Khi ông ta dừng lại thì thể xác cũng đã bản tung tóe, chỉ còn lại linh hồn. Khi Thiên Tông Đế dừng lại thì quanh người ông ta có một hộ thể kim quang nhàn nhạt, nhìn kỹ mới thấy ông ta đã mặc áo giáp màu vàng sậm. Áo giáp Tổ Long. Ngoài Tổ Long thần ấn ra thì đây là thần khí tạo hóa mạnh nhất của Vương Triều Thiên Mộ. Lúc này, món thần khí ấy cũng đã xuất hiện chỉ chít vết nứt. Ngay sau đó, Thiên Tông Đế đã phải ngẩn người. Rốt cuộc người thanh niên này là thần thánh phương nào? Không chỉ ông ta, mà tất cả cường giả của Vương Triều cũng đang thẫn thờ. Rốt cuộc Diệp Quân có lai lịch ra sao? Khi nào mà văn minh vũ trụ cấp 9 lại xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như vậy? Bây giờ, trông Diệp Quân vô cùng dữ tợn, hắn cố nhịn cơn đau khủng khiếp, sức mạnh của ác đạo không chỉ trấn áp hẳn, mà còn xâm chiếm thần trí như định hủy diệt hẳn. Hắn đang chống đỡ một cách khó khăn. Nhưng hắn phải cố. Việt Điện Sử đứng cạnh Bùi Thần Hầu thấy thế thì vội nói, Bùi Thần Hầu, Diệp Quân đang lúc yếu ớt, nếu người ra tay thì chắc chắn giết được hẳn. Bùi Thần Hầu ngoảnh sang nhìn ông ta, ông ra đây. Việt Điện Sử thoáng nghỉ hoặc, nhưng vẫn đi tới, sau đó. Đã bị Bùi Thần Hầu tát cho một phát. Chát! Việt Điện Sử vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh bay. Ra ngoài. Sau đó ngã mạnh xuống đất.
Ông ta bị đánh cho thần người, sau đó khó tin nhìn Bùi Thần Hầu, Bùi Thân Hầu. Bùi Thần Hầu lạnh lùng nhìn ông đang dạy ta phải làm gì à? Việt Điện Sử, Bùi Thần Hầu không quan tâm đến ông ta nữa mà tiếp tục nhìn Diệp Quân. Lúc này, đúng là hắn rất lạ, nhưng cô ta không ngu mà ra tay. Cửu Châu Chủ và Phạn Thần Hầu cùng tổ đạo là các cường giả có thực lực thế nào chứ? Vậy mà tên này vẫn sống nhăn kia kìa, cô ta không nghĩ mình có thể giết hẳn được. Suy đoán của cô ta là Diệp Quân cùng các nhân vật lớn dính tới tranh chấp đại đạo gì đó, mà đây là điều mà một thần hầu nhỏ bé như cô ta không thể can dự. Tuy hẳn là kẻ thù, nhưng không có nghĩa cô ta phải liều mạng. Có nhiều lúc con người phải nhìn rõ thân phận của mình, phải học cách bảo vệ bản thân. Sau khi trải qua trận đánh tàn khốc lúc trước, cô ta hành xử đã cẩn trọng hơn nhiều. Bùi Thần Hầu chuẩn bị nhìn tiếp để xem Vương Triều Thiên Mộ còn con át chủ bài nào nữa không, với cô ta mà nói thì Diệp Quân cùng Vương Triều này liều mạng với nhau. Dù bên nào thẳng thì Sáng Thế Đạo Điện cũng được lợi. Đúng lúc này, Diệp Quân đang vùng vẫy trong cơn đau chợt ngẩng lên nhìn Thiên Tông Đế và Vũ Trụ Quốc, trong mắt hẳn là một biển máu. Diệp Quân bất ngờ biến mất. Vũ Trụ Quốc biến sắc mặt, sau đó cất bước rồi nắm chặt đôi tay lại. Ngay sau đó, có một luồng khí tức mạnh mẽ phóng từ trong người ông ta ra. Loáng cái, đã có một ấn ký đại đạo xuất hiện ở chân trời, tiếp theo có một luồng uy áp. Thần bí cuộn dâng tới. Ấn ký đại đạo của văn minh vũ trụ cấp 9. Ngay sau đó, Vũ Trụ Quốc đã sử dụng con át chủ bài cuối cùng của mình để kết nối với ý chí đại đạo mạnh nhất để mượn sức mạnh của đại đạo. Khi sức mạnh đại đạo tràn vào, khí tức của Vũ Trụ Quốc đã tăng vọt, mà lúc này kiếm của Diệp Quân cũng đã bay tới. Vũ Trụ Quốc thoáng vẻ dữ tợn, sau đó tung một quyền ra, uy lực của nó đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Sức mạnh đại đạo, khí tức mạnh mẽ mà quyền ấy tạo ra không kém gì kiếm thế của Diệp Quân. Đương nhiên là vào lúc hắn đang bị trấn áp, vì hắn cần dùng phần lớn sức mạnh của mình để chống lại sức mạnh phong ấn của ác đạo. Quỳnh, sức mạnh của hai người vừa va chạm thì có một làn sóng kiếm khí mạnh mẽ lan ra, đại trận bảo vệ đại điện vỡ nát, ngay sau đó cả hoàng cung đã sụp đổ. Diệp Quân và Vũ Trụ Quốc đều phải lùi lại, trong lúc Diệp Quân bay đi, Thiên Tông Đế thấy thế đã xông về phía hắn để chuẩn bị tung đòn hiểm. Diệp Quân thấy ông ta xông tới thì cầm kiếm Thanh Huyên lên chém. Vút, Thiên Tông Đế đã bị chém bay ra xa, khi ông ta vừa dừng lại thì giáp tổ long trên người ông ta đã bị chém vỡ, không. Chỉ thế, da thịt cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thấy vậy, Thiên Tông Đế lập tức nhăn mặt, đồng thời thấy lo sợ. Nếu không nhờ có giáp tổ long thì ông ta đã chết dưới kiếm ban nấy của Diệp Quân rồi. Tại sao kiếm của hắn lại mạnh như vậy? Sau khi dừng lại, Diệp Quân cũng thấy khó chịu. Sau khi được sức mạnh đại đạo hỗ trợ, Vũ Trụ Quốc đã trở nên rất mạnh. Bây giờ, Diệp Quân lại phải chống lại sức mạnh của Phản Chiêu Đế nên trạng thái rất không ổn định. Vũ Trụ Quốc cũng phát hiện ra điều đó nên ngẩng lên nhìn chân trời thì thấy có một luồng uy áp đại đạo thần bí xuất hiện. Ý chí đại đạo của văn minh vũ trụ cấp 9. Với cường giả đỉnh cao của văn minh này mà nói thì nó ồn tại như một vị thần. Vũ Trụ Quốc lập tức tỏ vẻ thành kính, sau đó tiếp tục kết nối với ý chí đại đạo. Ông ta cần nhiều sức mạnh đại đạo hơn. Đến cấp bậc như ông ta rồi thì thật ra ông ta chính là người đại điện ở thế gian của ý chí đại đạo. Ông ta có thể lấy được sức mạnh to lớn của đại đạo. Đương nhiên, tiền đề là phải bảo vệ nó. Cường giả cảnh giới biến đạo mạnh hay yếu là xem ai có thể lấy được nhiều sức mạnh đại đạo hơn. Đơn giản mà nói thì trong văn minh vũ trụ cấp 9, đại đạo vô thượng chí cao chính là chúa tể, sau đó cân bằng mọi thứ của nhân gian, người bên dưới có thể tranh đấu, chém giết, chỉ cần không nghịch đạo thì nó sẽ không quan tâm. Trái lại, nếu các cường giả đỉnh cao muốn có được nhiều sức mạnh đại đạo hơn thì phải cố mà lấy lòng nó. Chân thần khi xưa cũng chọn con đường nghịch đạo, vì không muốn phải lấy lòng nó. Đó cũng là lý do vì sao cô ta nói, thuận thì thành nô, nghịch thì thành đạo. Đúng lúc này, Diệp Quân chợt hét lớn, một tia sau bản từ trong người hắn ra. Sức mạnh huyết mạch, ngay sau đó, Diệp Quân nhăn nhó mặt mày. Hẳn biết mình phải liều một phen thôi, không thì sẽ bị rơi vào thế bị động. Vì hắn đang chống lại phong ấn ác đạo bằng sức mạnh ý chí. Chính hẳn cũng không biết mình có thể chống đỡ bao lâu, hay sẽ ngất xỉu ngay. Đương nhiên, hẳn tạm thời có thể làm vậy cũng là vì một lý do.
Đó là sau khi tu luyện lại, thực lực và lực tỉnh thần của hắn đã mạnh hơn ban đầu không có tu vi rất nhiều. Ngày trước, khi đối mặt với phong ấn ác đạo, hắn không thể phản kháng là vì lúc đó không có chút tu vi nào. Khi hắn dốc toàn lực, ba loại huyết mạch trong người hắn tạm thời tấn công phong ấn của ác đạo. Sau đó, Diệp Quân bay lên cao rồi chém một kiếm về phía ấn ký đại đạo kia. Quỳnh! Ấn ký ý chí đại đạo kia đã bị một kiếm của Diệp Quân chém tan. Ngay sau đó, ấn ký ấy đã biến thành cho bụi. Thấy thế, mọi người đều ngẩn ra. Tấn công ấn ký đại đạo. Thế có khác gì tạo phản đâu. Vũ trụ quốc cũng đang thẫn thờ. Ấn ký đại đạo bị phá vỡ rồi ư. Người này định nghịch đạo sao? Sau khi chém vỡ ấn ký đại đạo bằng một kiếm, Diệp Quân nhân lúc sức mạnh huyết mạch chưa bị phong ấn, đã nhanh chóng biến thành một đường kiếm rồi tấn công Thiên Tông Đế. Thiên Tông Đế biến sắc mặt, định phản kháng nhưng đã bị một luồng uy áp huyết mạch cùng kiếm đạo chân áp, sau. Đó thanh đoản kiếm kia đã đâm xuyên mi tâm ông ta. Không chờ mọi người phản ứng lại, Diệp Quân đã túm tóc Thiên Tông Đế, sau đó lôi ông ta đến trước mặt Thiên Thần. Quỳ xuống, bụp. Thiên Tông Đế bị một luồng sức mạnh lớn chấn áp hai đầu gối nên đã phải quỳ trước mặt Thiên Thần. Diệp Quân đi đến cạnh Thiên Thần đang ngẩn ngơ, sau đó run rẩy vỗ vai Thiên Thần rồi nói, huynh đệ nhìn đi, làm hoàng đế đơn giản biết bao. Không gian im lặng. Thiên Tông Đế quỳ xuống rồi. Tất cả mọi người ngây người như tượng nhìn Thiên Tông Đế ở đằng xa, lúc này họ chỉ cảm thấy đầu óc mình không hoạt động được. Đầu tiên là ấn ký đại đạo bị chém vỡ, bây giờ Thiên Tông Đế lại bị ép quỳ xuống. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Tại sao thực lực lại mạnh như thế? Lúc này rất nhiều cường giả vương triều Thiên Mộ đã bắt đầu sợ, vì sức chiến đấu của thiếu niên này quả thật quá đáng sợ. Đằng sau này người chắc chắn có một thế lực cực kỳ đáng sợ. Các đại thần của vương triều Thiên Mộ càng nghĩ càng sợ. Ở đằng xa, vũ trụ quốc nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng và tia sợ hãi, ông ta không ngờ Diệp Quân lại dám ra tay với ấn ký đại đạo, càng không ngờ Diệp Quân lại thật sự sẽ làm vỡ ấn ký đại đạo. Ấn ký đại đạo, đây là thiên đạo chí cao. Ra tay với thiên đạo chí cao tức là đang nghịch đạo. Thiếu niên này điên rồi sao? Trước kia ông ta từng nói vận mệnh của ta là do ta quyết định. Chứ không phải do thiên thế muốn nghịch thiên, mà sau khi thực lực của ông ta ngày càng mạnh, ông ta mới biết suy nghĩ trước kia buồn cười thế nào, nhất là lúc đạt đến cảnh giới thần tổ, ông ta mới biết thiên đạo này đáng sợ thế nào. Nghịch thiên, mỗi một phút giây đều ép chết ngươi. Cũng vào lúc đó ông ta không còn suy nghĩ nghịch thiên nữa, để có được nhiều sức mạnh hơn, ông ta chỉ có thể chọn thuận theo đạo. Nhưng phải nói, thuận theo đạo thật sự rất thuận lợi. Vì trên con đường tu hành, có người sẽ cho ngươi đi cửa sau. Vũ trụ quốc nhìn Diệp Quân ở đằng xa, ông ta biết cho dù thiếu niên này có lai lịch thế nào thì lúc này cũng xong đời rồi. Thế lực nền văn minh vũ trụ cấp 10 đến cũng không bảo vệ được thiếu niên này. Người bình tĩnh nhất trong này là Bùi Thần Hầu, cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy Diệp Quân chém vỡ ấn ký đại đạo bằng một nhát kiếm, vì cô ta từng thấy lúc Diệp Quân mạnh nhất, cô ta cũng không ngạc nhiên khi Diệp Quân chém ấn ký đại đạo. Tên này còn dám đối đầu với tổ đạo chứ nói gì đến thiên đạo của nền văn minh cấp 9 này. Người sửng sốt nhất lúc này vẫn là Thiên Thần. Nhìn cha mình quỳ trước mặt mình, gã hoảng hồn, sau đó là tâm trạng phức tạp, cuối cùng lại cảm thấy hơi sung sướng. Trước kia trong lòng gã, người đàn ông trung niên trước mặt này như một vị thần, khiến gã kính sợ. Nhưng ngay khi người đàn ông này ra tay muốn lấy đi long khí của gã mới biết tình cha con chỉ là một chuyện nực cười. Có thể thấy đối phương thèm muốn long khí của gã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cái cớ thích hợp thôi. Lúc này cơn nghẹn uất và tà khí trong lòng gã đều biến mất ngay khi Thiên Tông Đế quỳ xuống. Thiên Tông Đế quỳ dưới đất siết chặt hai tay, sạc mặt trở nên khó coi, hai mắt đỏ ngầu, vì tức giận nên cơ thể run rẩy. Ông ta đường đường là đế vương của vương triều Thiên Mộ, lúc này lại quỳ ở đây, hơn nữa còn quỳ trước mặt con trai mình. Quá đỗi nhục nhã, quá đỗi nhục nhất. Ngay lúc này tân nương nương bỗng tiến lên một bước, đâm một nhát dao vào cổ Thiên Tông Đế. Bụp, đầu Thiên Tông Đế văng ra xa. Ngay khoảnh khắc đầu ông ta văng đi, hai mắt trợn tròn, đầy vẻ không thể tin được. Không chỉ ông ta mà mọi người lúc này đều ngây người. Ngay cả Thiên Thần. Thiên Thần ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tân nương nương, mặt tân nương nương không cảm xúc, im lặng không nói.
Bà ta biết rất rõ khi sự việc phát triển đến mức này thì tất cả mọi người đều không còn đường lui, Thiên Tông Đế phải chết, nhưng không thể để Thiên Thần giết được, nếu không sau này Thiên Thần sẽ bị quy vào tội sát hại cha mình, nên bà A làm. Sau khi giết Thiên Tông Đế, Tân Nương Nương lập tức lấy chiếc nhẫn của Thiên Tông Đế và long khí trong người ông ta ra, bà ta đến cạnh Thiên Thần rồi đưa tổ long khí cho Thiên Thần, Thiên Thần nhận lấy, long khí lập tức tích hợp vào cơ. Thể gã. Tân Nương Nương quay đầu lại nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy hắn, bà ta sửng sốt. Lúc này, vẻ mặt Diệp Quân vô cùng hoảng hốt, giống như đang phải chịu cơn đau đớn nào đó, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, cơ thể run rẩy không ngừng, mạch máu trong cơ thể không ngừng phập phồng như sắp nổ tung. Ác đạo! Lúc này đúng là Diệp Quân cực kỳ đau đớn, vì hắn đang cố gắng đánh lại sức mạnh phong ấn của ác đạo, bây giờ hắn đã tiếp xúc với sức mạnh của phản chiêu đế. Hắn đang ở thế yếu. Bây giờ hắn chống đỡ dựa vào ý chí cực lớn. Thiên Thần cũng nhận ra Diệp Quân không ổn, gã vội đứng dậy đi đến cạnh Diệp Quân, run giọng nói, Diệp huynh. Diệp Quân không trả lời, tay phải hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên, cả người run rẩy. Thiên Thần còn muốn nói gì đó, Tân Nương Nương bỗng nói, chúng ta dẫn hẳn đi. Nói rồi bà ta định bước đến dìu Diệp Quân. Nhưng lúc này trong tinh không trên thành Thiên Đô có luồng sức mạnh bí ẩn cuồn cuộn lao đến như thủy triều. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy lớp mây ở phía chân trời bỗng đột nhiên bị nghiền nát từng chút, sau đó một uy lực vô hình lao xuống, giống như trời sụp, lúc này trời đất trở nên hư ảo. Thiên đạo chí cao của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Mọi người đều hoảng hốt. Sắc mặt vũ trụ quốc trở nên nghiêm trọng hơn, mặc dù ông ta có thể giao tiếp với thiên đạo chí cao ở đây, nhưng ông ta chưa từng nhìn thấy thiên đạo này, lúc này cảm nhận được uy lực thiên đạo đáng sợ này. Ông ta mới nhận ra thiên đạo này đáng sợ đến mức nào. Chỉ là chút uy lực mà đã khiến linh hồn ông ta run rẩy. Đương nhiên điều này có liên quan đến thuận đạo của ông ta, vì sức mạnh của ông ta đến từ thiên đạo chí cao. Bùi Thần Hầu ngẩng đầu lên nhìn chân trời, thiên đạo chí cao đó chưa xuất hiện, mà chỉ có ý chí của thiên đạo xuất hiện. Cho dù chỉ là một ý chí nhưng uy lực đã đáng sợ đến vậy. Bùi Thần Hầu bỗng giật mình, vì cô ta nhận thấy mặc dù ý. Chí của thiên đạo chí cao rất mạnh, nhưng tận sâu đáy lòng cô ta lại cảm thấy cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng mấy chốc cô ta đã hiểu. Sau khi nhìn thấy trận chiến giữa các cường giả tuyệt thế tổ đạo và phản chiêu đế cùng với tịnh tông chủ, tâm cảnh của cô ta đã thay đổi. Khi nhìn thấy ý chí của thiên đạo chí cao, cô ta sẽ vô thức so sánh ý chí đại đạo với mấy người đó mà không phải so với mình. So với mấy người đó, thiên đạo chí cao quả thật cũng như thế. Nhưng nếu so sánh với mình, điều này cũng giống như một số người ở thế tục, sau khi nhìn thấy quá nhiều nhà giàu qua vài nền tảng, họ sẽ vô thức nghĩ rằng triệu phú cũng như vậy. Cảm nhận được sự thay đổi về tâm cảnh, Bùi Thần Hầu lập tức bình tĩnh lại, quan sát nội tâm, nhìn nhận rõ bản thân. Ở phía xa, Thiên Thần và Tân Nương Nương bên cạnh Diệp Quân nhìn thấy ý chí đại đạo đó thì sắc mặt thay đổi. Dĩ nhiên họ cũng biết ý chí đại đạo này, đây là thần của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Bây giờ ý chí đại đạo đến. Thiên Thần xoay người nhìn Diệp Quân, lúc này Diệp Quân vẫn cực kỳ bất ổn, ý chí của hắn cũng gần suy sụp. Uy lực phát ra từ ý chí đại đạo ngày càng mạnh hơn, đột nhiên có một tia thần quang đại đạo từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về phía Diệp Quân. Vèo. Sau khi thần quang đại đạo này rơi xuống, thời không trời đất cũng không chịu nổi, bả đầu nứt ra từng chút. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên. Sau đó chân phải hắn giẫm xuống đất, biến thành tia kiếm quang lao. Lên trời. Phút tiếng kiếm vang lên, khiến thời không xung quanh nứt ra. Diệp Quân đâm mạnh vào thần quang đại đạo đó. Ầm. Chỉ thoáng chốc, một tia kiếm quang và thần quang đại đạo bỗng bộc phát lên trời, che khuất cả trời, uy lực còn sót lại của hai luồng sức mạnh cũng quét sạch mọi thứ như sóng, khiến vô số cường giả của Vương Triều Thiên Mộ xung quanh vội lùi về sau. Sau khi dừng lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy Diệp Quân tay cầm một thanh kiếm gãy đứng kiêu ngạo đó, quanh người hắn toát ra vầng sáng màu đỏ nhạt. Lúc này vẻ mặt Diệp Quân vẫn giống trước đó, cả người liên tục run rẩy. Lúc này khí tức của ý chí đại đạo trước mặt hắn cuồn cuộn, mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Tức giận, có người thế mà lại dám công khai ra tay với nó. Phải biết rằng, từ trước đến nay, trong nền văn minh vũ trụ cấp 9 này, nó vẫn luôn là sự tồn tại như thần,
ngay cả những cường giả đỉnh cấp cũng đối xử với nó như thể kính trọng cha mình, nhưng bây giờ lại có một số người dám nghịch đạo, ra tay với nó. Am! Ý chí đại đạo vô hình đó bỗng toát ra một lồng khí tức đáng sợ, khí tức đó lao thẳng về phía Diệp Quân, uy lực mạnh mẽ của đại đạo xuất hiện khiến mọi người xung quanh đều run rẩy. Hượt đúng lúc này, Diệp Quân bỗng gầm lên, ngay sau đó hẳn. Cầm kiếm Thanh Huyên lao tới, thoáng chốc một luồng kiếm quang vạn trượng xé tan bầu trời, quét qua vạn vật. Ầm, bùm, từng tiếng nổ tung liên tục vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời đã biến thành một biển kiếm khí, từng tiếng nổ liên tục vang lên trong biển kiếm khí. Đánh nhau rồi. Thấy thế, các cường giả Vương Triều Thiên Mộ nhìn nhau. Tên này thế mà lại đánh nhau với ý chí thiên đạo. Vũ trụ quốc nhìn biển kiếm khí trên bầu trời, nhìn Diệp Quân lao vào đánh nhau với ý chí đại đạo, lúc này ông ta vừa sợ vừa hoang mang. Thế gian này còn có người không sợ ý chí đại đạo. Am! Đúng lúc này, biển kiếm khí trên bầu trời đột nhiên vỡ tan, sau đó chém mạnh vào ý chí đại đạo dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một luồng kiếm quang lao tới. Vèo! Ý chí đại đạo đó run lên, sau đó nổ tung. Thấy thế, Bùi Thần Hầu híp mắt lại ong rồi. Tên này chọc phải tổ. Ý chí đại đạo lao đến, mặc dù không phải là bản thể, nhưng cũng đại diện cho đại đạo, tên này chém vỡ nó tức là đang tuyên chiến với ý chí đại đạo của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Ngay lúc này một giọng nói già nua vang lên từ tinh hà vũ trụ, kẻ ngang ngược kia, hỗn xược. Trên bầu trời, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào tận sâu vũ trụ, ý chí của hắn đang mạnh mẽ chống lại sức mạnh phong ấn của phản chiêu đế, hẳn cầm kiếm Thanh Huyên đã bị gãy, chỉ thẳng vào tận sâu tinh không. Hung hãn nói, hỗn cái dám đấy, nào, ngươi qua đây cho ông đánh chết ngươi. Mẹ nó chứ, mặc kệ hết đi. Đại đạo gì đó cút đi. Trật tự gì đó không cần nữa. Mặc kệ tất cả. Đánh một trận cho sảng khoái. Giết cho sảng khoái. Ý chí đại đạo chết tiệt. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quân, họ không còn kinh ngạc nữa mà chỉ cảm thấy sợ hãi. Thực lực của thiếu niên này đã vượt qua cảnh giới hóa đạo. Có thể chống lại cả ý chí đại đạo. Bùi Thần Hầu nhìn Diệp Quân, không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kiêng nể, người này bây giờ đang không được bình thường, phải cẩn thận một chút để tránh bị giận cá chém thớt. Hỗn xược. Ngay lúc này, một luồng khí tức như thác đổ đột nhiên ập tới từ sâu trong vũ trụ tinh hà, trong chớp mắt, toàn bộ sinh linh của nền văn minh vũ trụ cấp 9 đều run rẩy, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ý chí đại đạo của nền văn minh vũ trụ. Chỉ cần một luồng khí tức cũng đã khiến cho vô vàn chúng sinh cảm thấy tuyệt vọng, cứ như lũ kiến đang ngước. Mắt nhìn rồng, chỉ có tuyệt vọng mà không hề có ý định phản kháng. Trong sân, khi thấy luồng khí tức khủng khiếp của đại đạo, tất cả mọi người đều sợ hãi, thậm chí có vài cường giả Vương Triều Thiên Mộ lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn họ nhất định không dám tiếp tục xem tiếp nữa. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Nếu còn xem tiếp nữa thì mạng cũng chẳng còn. Đại hoàng tử Thiên Hình nhìn Diệp Quân ở phía chân trời, vẻ mặt phức tạp. Gã biết Diệp Quân không tầm thường, nhưng không ngờ là thực lực của Diệp Quân lại kinh khủng như vậy. Nếu sớm biết thực lực của Diệp Quân khủng khiếp thế này, gã đã không bày trò hãm hại hẳn rồi, vì hành động của gã đã mang tới tai họa ngập đầu cho Vương Triều Thiên Mộ. Đứng ở lập trường của gã không hề hối hận, lập trường của mọi người khác nhau, vốn là ngươi chết ta sống. Không có gì phải hối hận, nhưng đứng trên lập trường của Vương Triều Thiên Mộ, gã rất hối hận vì đã trêu chọc một kẻ địch lớn như vậy, để rồi khiến cho Vương Triều Thiên Mộ bị tiêu diệt mãi mãi. Kê tướng bên cạnh gã đột nhiên thấp giọng thở dài, điện hạ, chuyện này xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, người đừng tự trách bản thân nữa. Thiên Hình nhìn Diệp Quân phía chân trời, thiếu niên kia đối mặt với đại đạo của nền văn minh vũ trụ cấp 9 mà không sợ chút nào. Sự tự tin và ngang ngược này không phải là thứ mà những kẻ tầm thường có thể sánh được, có thể đào tạo ra người yêu nghiệt như vậy. Nhất định không phải thế lực tầm thường, có khi là nền văn minh vũ trụ cấp 10 hoặc là cao hơn. Nghe vậy, kệ tướng kinh hãi, ngạc nhiên nói, sao có thể? Nền văn minh vũ trụ cao nhất chính là cấp 10 mà. Thiên Hình khẽ lắc đầu, tầm nhìn của chúng ta quá thấp, cấp 10 có thể là cực hạn của chúng ta, nhưng chưa chắc đã là cực hạn của người ta. Nói xong, gã nhìn Bùi Thần Hầu, nhẹ giọng nói, người đàn bà này chắc chắn biết điều gì đó, từ đầu tới giờ, cô ta vẫn rất bình tĩnh,
kể cả khi Diệp Quân dùng một nhát kiếm phá vỡ ý chí đại đạo, cô ta không hề tỏ ra bất ngờ. Nói cách khác, cô A đã từng thấy thực lực thật sự của Diệp Quân, mà thực lực thật sự của hắn chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ. Nói đến đây, sắc mặt gã đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, nếu Diệp Quân xảy ra chuyện ở đây, nền văn minh thiên mộ của ta e là sẽ không còn sót lại cái gì. Bùi Thần Hầu ở đằng xa dường như cảm nhận được ánh mắt của Thiên Hình, cô ta quay đầu nhìn gã. Lúc này, Việt Điện Sử đi tới bên cạnh cô ta, ông ta nhìn Diệp Quân như đang phát điên ở đằng xa, trầm giọng nói, Bùi Thần Hầu, người này công khai khiêu khích ý chí đại đạo, chắc chẳng sẽ không buông tha cho ý chí đại đạo, nếu bây giờ chúng ta tập trung nhân lực tới hỗ trợ ý chí đại đạo thì rất có khả năng sẽ tạo được mối quan hệ tốt. Ông ta vẫn muốn thể hiện một lần để lấy công chuộc tội. Bùi Thần Hầu quay đầu nhìn Việt Điện Sử, lần này, cô ta không hề nổi giận. Thật ra, nếu không phải cô ta đã từng thấy thực lực thật sự của Diệp Quân và người đứng sau lưng hắn, cô ta cũng sẽ nghĩ giống Việt Điện Sử. Rất nhiều lúc, tầm nhìn của một con người sẽ khiến người A trở nên ngu dốt. Việt Điện Sử còn định nói thêm điều gì đó, Bùi Thần Hầu đột nhiên nói, Việt Điện Sử, rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh. Việt Điện Sử ngẩn người ra, ông ta nhìn Bùi Thần Hầu mặt không cảm xúc, do dự một lát sau đó nói, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở phía cuối chân trời rộng lớn, dù ông ta không biết tại sao Bùi Thần Hầu lại ra lệnh như vậy nhưng vẫn tuân theo lệnh mà làm. Sau khi Việt Điện Sử rời đi, Bùi Thần Hầu ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía chân trời, không thể không nói, lúc này cô ta đang rất hoảng sợ vì cho tới tận bây giờ, Diệp Quân vẫn chưa phát huy hết thực lực thật sự. Hắn vừa chống đỡ lực phong ấn, vừa chiến đấu. Nếu không có lực phong ấn kia, Bùi Thần Hầu nhíu mày. Vào giờ phút này, cô ta đã đưa ra một quyết định, sau khi trở về phải tìm một nơi để bế quan. Cô ta biết chuyện giữa sư phụ của mình, đám người Phản Chiêu Đế và Diệp Quân chắc chắn chưa thể kết thúc, sự tranh giành cấp đại đạo này cô ta hoàn toàn không đủ khả năng và tư cách để tham gia, nếu không phải vì biết cách bảo vệ bản thân thật khôn ngoan, cô ta chỉ có một con đường chết. Nhân vật nhỏ phải có tính giác ngộ của nhân vật nhỏ. Ở phía chân trời, lúc này Diệp Quân đang rất phấn khích vì hẳn đã phát hiện rằng, chỉ cần điên cuồng chiến đấu, ý chí của hẳn sẽ trở nên càng mạnh mẽ, dù giờ phút này ý chí đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng tình hình đã tốt hơn trước rất nhiều. Chiến. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào sâu trong vũ trụ, giờ phút này, hẳn đã cảm nhận được rõ ràng khí tức của ý chí đại đạo. Đại đạo. Rất mạnh. Nhưng vậy thì đã sao? Diệp Quân đột nhiên cười phá lên, chuôi kiếm Thanh Huyên trong tay hẳn run rẩy kịch liệt, phát ra từng tiếng vang. Ngay tại lúc này, tinh hà sục sôi, sau đó, trong mắt tất cả mọi người, một bóng người đạp gió bay tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong sân đều nín thở. Ý chí đại đạo của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Bản tôn đã tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong sân đều cảm nhận được một luồng áp lực khiến bọn họ nghẹt thở. Ý chí đại đạo nhìn Diệp Quân, lạnh lùng nói, kiếm tu tép siêu lại dám làm trái đạo, không biết. Đừng phí lời. Diệp Quân chốt một câu, lập tức cầm kiếm xông tới. Vù! Sau một nhát kiếm này, thời không vốn đã được sửa chữa giờ lại nứt ra, kiếm quang hung hăng chém tới trước mặt ý chí đại đạo. Ý chí đại đạo vung tay áo, uy lực đại đạo phóng ra như sóng trào. Ầm! Một luồng kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, nhưng sau chốc lát, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng ý chí đại đạo. Diên trì nhất kiếm! Tay phải của ý chí đại đạo bỗng siết chặt lại. Bùm! Sức mạnh đại đạo tăng lên, miễn cưỡng cản được một kiếm kia. Nhưng lúc này, Diệp Quân lại xông tới trước mặt nó. Nhất kiếm quyết sinh tử. Diệp Quân lúc này đã bỏ mặc sống chết, quên đi tất cả. Chiến đấu. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Hắn đã từng có quá nhiều gánh nặng, có quá nhiều trách nhiệm, suy nghĩ cũng quá nhiều, còn bây giờ, hắn không cần cái gì cả. Chỉ muốn chiến đấu. Khi hắn không cần thứ gì nữa, chỉ muốn chiến đấu thật hãng say, uy lực nhất kiếm quyết sinh tử của hắn trở nên càng thuần khiết hơn, sức mạnh nhận được cũng tăng lên rất nhiều. Đối mặt với nhát kiếm của Diệp Quân, ý chí đại đạo nheo. Mắt kinh ngạc, giờ phút này, nó nhận ra dáng mình đã khinh thường thiếu niên kiếm tu này. Nó đột nhiên duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm về phía trước. Bùm! Trong phút chốc, nơi đầu ngón tay nó biến thành một lốc xoáy vô thẳng.
lốc xoáy đại đạo. Trong lốc xoáy đại đạo tràn ngập sức mạnh đại đạo, Diệp Quân lập tức bị cuốn vào bên trong lốc xoáy này, sức mạnh đại đạo vô tận kia dường như đã hoàn toàn cắn nuốt hắn. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyền đâm vào thời không trước mắt, trong phút chốc, một luồng kiếm như núi lửa phun trào bắn ra phá vỡ sức mạnh đại đạo xung quanh hẳn, cùng lúc đó, một luồng kiếm quang xé rách toàn bộ lốc xoáy đại đạo, sau đó, Diệp Quân cầm kiếm chậm rãi thoát ra ngoài. Giữa hai lồng mày của hắn, ấn ký của ác đạo vẫn còn đó, cũng chính vì ấn ký ác đạo này nên hẳn mới không thể nào phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình, nếu không phải như vậy, với huyết mạch phong ma cộng với kiếm ý trật tự của hắn, trong trời đất này chỉ có mấy đại lão mới có thể trị nổi hắn. Thấy Diệp Quân chậm rãi đi ra, ý chí đại đạo híp mắt, không chờ nó kịp ra tay, Diệp Quân đột nhiên lao tới trước người nó, sau đó chém xuống một kiếm. Ý chí đại đạo đưa tay chống đỡ, bụ bồ. Luồng kiếm quang vỡ ra, Diệp Quân lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất mau chóng dừng lại, hai nhìn tay phải của mình, toàn bộ cánh tay đã mất đi cảm giác. Đằng xa, ý chí đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, đột nhiên tay phải nó siết chặt lại, Diệp Quân ở khu vực thời không đó đột nhiên dần dần tan biến. Sau khi nhận ra luồng sức mạnh bốn phía càng ngày càng kinh khủng, Diệp Quân giơ kiếm Thanh Huyền tiến lên phía trước chém một nhát. Thời không trước mặt hắn lập tức nứt ra, sau đó, hắn bước lên phía trước, tiếp tục chém một kiếm về phía ý chí đại đạo. Thấy Diệp Quân lại tiếp tục vô hiệu hóa sức mạnh của mình, ý chí đại đạo nhíu mày, ánh mắt nó dừng lại trên thân kiếm Thanh Huyền trong tay Diệp Quân. Thanh kiếm này có vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.